Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 4501. Thậm chí trong đám con cháu nhà họ Doanh, có không ít người vừa sinh ra đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng. Hoàn toàn không phải chịu vất vả cũng có thể đứng ở độ cao mà người khác cả đời cũng không đạt được. Nhiều đan dược như vậy, cộng thêm trận pháp hỗ trợ, nếu ngay cả tốc độ này cũng không có thì ngược lại là do công pháp của tôi có vấn đề. Tiêu Chính Văn cực kỳ bình tĩnh nói, dường như mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Thật ra trước khi Tiêu Chính Văn dẫn người vào Minh Hà, Điện Thần Long đã tăng nhanh tốc độ tu luyện rồi, thoáng chốc hơn nửa năm trôi qua, có thể có được tu vi như hiện tại cũng là điều hiển nhiên. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng không thể khiến người của Điện Thần Long dần trưởng thành giống các thế lực khác, các thế lực ngoài lãnh thổ cũng sẽ không cho anh thời gian. Cuối cùng sau khi mọi người bàn bạc, lần này đến Thành Thiên Khu là do Tần Lương Ngọc và Trần Tổ Huy dẫn dắt, mấy người Long Nguyệt, Long Hình ở bên cạnh hỗ trợ. Từ Huy Tổ và Viên Thiên Canh dẫn Ngự Lâm Vệ ở lại trấn giữ đế khư. Còn Tiêu Chính Văn ở âm thầm quan sát phòng ngừa bất trắc. Lấy đồ trong hộp gấm này đi, mỗi người một viên, có thể che giấu khí tức của mọi người. Trước khi đi Tiêu Chính Văn lấy một hộp gấm ra đưa cho Tần Lương Ngọc. Đan dược bên trong cũng là thứ mà dạo gần đây Tiêu Chính Văn mới luyện chế xong, dù sao người của Điện Thần Long cũng đột phá quá nhanh. Nếu cứ thế chạy đến Thành Thiên Khu thì khó tránh khỏi việc gây sự chú ý của những người có ý đồ khác. Làm vậy cũng để giảm bớt những rắc rối không cần thiết. Khi mấy người Tần Lương Ngọc đi khỏi đế khư, anh em Điền Văn cũng đồng thời xuất phát. So với người của Điện Thần Long, đám người Điền Văn đi xe ngựa khá lộng lẫy và cao cấp, nhất là Điền Văn thân là cậu chủ nước Tề, bên cạnh còn có cảnh vệ và cung nữ đi theo. Đầu tiên là phải chèn ép đám người Điện Thần Long bằng khí thế. Trước khi lên xe, Điền Khải quay lại nhìn người Điện Thần Long, cười nhạo nói, đây là Điện Thần Long à? Đúng là một đội quân tạp nham. Thôi kệ, dù sao chúng cũng đi tìm đường chết, cần gì phải để tâm, đi nào, Điền Văn ló đầu ra khỏi xe, căm hận nhìn Tần Lương Ngọc, trầm giọng nói với Điền Khải. Chương 4502. Điền Văn và Điền Khải không phải đi tham gia tranh đoạt khí vật, mà là ở bên giám sát đám người Tần Lương Ngọc, xe ngựa chậm rãi bay lên, trên không trung chẳng biết từ đâu xuất hiện một con đường sáng ngời. Có thể nói, dáng vẻ hai người Điền Văn và Điền Khải xuất hành rất oai hùng, có chút uy nghiêm của cậu chủ chiến quốc. Long Nguyệt cũng đã chuẩn bị từ sớm, ngoắc tay với phía trong đế khư, mấy chục chiếc Rolls-Royce bản hào hoa lái thẳng ra. Lý Bạch ngồi vào trong xe, lấy một lon coca ướp lạnh, vừa uống vừa cảm thán, e rằng đời này những cậu chủ đó cũng chưa từng uống thứ đồ uống ngon thế này. Từ khi các phái võ tông cùng sản nghiệp trong thế tục chuyển vào vùng ngoài lãnh thổ, những thứ như coca, đồ ăn phương Tây vô cùng phổ biến ở đế khư. Ngay cả người sống lâu ở vùng ngoài lãnh thổ như Lý Bạch và Thượng quan Uyển Nhi cũng rối rít cảm thán thế tục hiện nay, về phương diện khoa học kỹ thuật, đúng là mạnh hơn rất nhiều so với thời đại bọn họ. Ngay cả kinh doanh phục vụ ăn uống cũng vượt xa tưởng tượng của họ. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã vượt qua xe ngựa của đám người Điền Văn, dẫn đầu đoàn người. Điền Văn từ trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn đoàn xe sang trọng phía dưới, mặt coi thường nói, hừ, lái loại đồ chơi này đến Thành Thiên Khu ư. Khó thế mà cũng nghĩ ra được. Có điều, nếu lỡ ngay cả chỗ đặt chân cũng không tìm được thì trái lại nó có thể tạm thời giải quyết vấn đề chỗ ở cho các người. Mặt Điền Khải cũng đầy vẻ châm biếm nhìn đoàn xe phía dưới. Đoàn xe quy cách này ở thế tục có thể xem như đỉnh cao, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ lại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lãnh đạo cấp cao vùng ngoài lãnh thổ đều hết sức khinh thường những thứ từ bên ngoài truyền vào, nhất là loại xe sang này thì càng không được ưa thích. Bản thân Thành Thiên Khu còn phức tạp hơn Thành Thiên Đô nhiều, thế lực khắp nơi trong đó lại vô cùng rối ren, không chỉ Thánh Giáo Đình có chi nhánh ở đó. Ngay cả bảy nước chiến quốc cũng có nơi đóng quân tạm thời. Vì vậy, anh em Điền Văn và Điền Khải căn bản không cần lo lắng vấn đề ăn ở, quy cách hành cung nước Tề ở Thành Thiên Khu cũng thuộc hạng thượng thừa. Hơn nữa, bản thân bọn họ là cậu chủ nước Tề, địa vị giống như người thừa kế, đương nhiên có thể hưởng cách thức tiếp đón cao cấp nhất. Còn về phía Điện Thần Long, họ mới lười hỏi tới, thậm chí người của Điện Thần Long tới Thành Thiên Khu sẽ còn bị các thế lực lớn nhằm vào. Chúng tôi ở đâu không phiền hai cậu chủ quan tâm, hơn nữa, có lẽ mặt mũi anh Tiêu không kém hai người mới đúng, Tần Lương Ngọc quay cửa kính xe xuống, lạnh lùng nói với Điền Văn. Nếu hai người cảm thấy trên đường rảnh rỗi nhàm chán,
có thể cùng chúng tôi xem tivi, còn có biểu diễn ca múa mà hai cậu chủ thích nhất nữa. Lý Bạch vừa uống coca, vừa trêu. Hừ, nhân lúc còn sống thì nhìn thế giới phồn hoa này lần cuối đi, đừng để đến lúc vào thành lại có mạng đi không có mạng trở về. Chương 4503 Điền Khải lạnh lùng nhìn Lý Bạch, bây giờ hắn càng lúc càng không ưa người của Điện Thần Long, ai cũng dám cãi lại những cậu chủ như họ, đúng là không biết tôn trọng người bề trên. Thành Thiên Khu, chỉ từ cái tên này đã có thể nhìn ra, đây là thành trì siêu lớn ở trung tâm vùng ngoài lãnh thổ, nếu không cũng không kham nổi một chữ khu. So với Thành Thiên Đô trước kia, Thành Thiên Khu gần như lớn hơn vô số lần, hơn nữa, trong Thành Thiên Khu còn có ba thánh địa. Mà ba thánh địa này đều thuộc về một thế lực lớn thần bí, dù là đám người Điền Văn cũng căn bản không cách nào vào ở ba thánh địa kia. Chẳng qua, hai anh em Điền Văn cũng không lo lắng, dẫu sao bọn họ là cậu chủ chiến quốc, với thế cục vùng ngoài lãnh thổ hiện tại, bọn họ vẫn là sự tồn tại cao không với tới. Nhìn Thành Thiên Khu tráng lệ vạn dặm cùng núi non trùng điệp nhìn không thấy bờ bến, ngay cả đám người Lý Bạch cũng không khỏi liên tục tặc lưỡi. Trước đây, theo ông ta thấy, Thành Thiên Đô cũng đã là tiên cảnh nhân gian rồi, nhưng so với Thành Thiên Khu thì Thành Thiên Đô kém hơn không chỉ một bậc. Đó là gì vậy? Một đệ tử Điện Thần Long, chỉ tay vào một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung, tò mò hỏi. Đó là đảo Huyền Không, bình thường đều là nơi đặt hành cung của vài thế lực lớn. Nhưng cũng có một vài thế lực thôi, là thánh địa. Người có thể vào ở trong đảo Huyền Không này đều có thân phận không tầm thường. Lý Bạch vừa nhìn đảo Huyền Không, vừa giải thích. Thánh địa mà Lý Bạch nói là đảo Huyền Không to lớn chừng trăm dặm ở chính giữa Thành Thiên Khu. Chỉ thấy xung quanh đảo Huyền Không có vô số mây ngũ sắc bao phủ, thậm chí trên đảo còn có núi non san sát chập trùng, trong núi còn có sương trắng lượn lờ, khiến người ta có cảm giác như tiên cảnh nhân gian. Bất kể lúc nào, nhìn từ đảo Huyền Không cũng thấy hạc trắng bay vút qua, cất tiếng hót vang. Sau khi vào Thành Thiên Khu, xe ngựa đám người Điền Văn chạy thẳng tới đảo Huyền Không lớn nhất kia. Xe ngựa mới vừa dừng lại đã có mấy người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục nho sinh bước nhanh tới đón. Chúng tôi cung kính nghênh đón hai cậu chủ đến thăm. Dẫn đầu là một nho sĩ trung niên chừng 30 tuổi, tu vi ở cảnh giới đại đế, tuy thực lực hắn cũng không cao lắm. Nhưng vì sức ảnh hưởng của nước Tề và nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ nên hắn cũng được coi là nhân vật số một. Giờ phút này, hắn cố ý chạy tới nghênh đón hai anh em Điền Văn cũng đủ để nói rõ nhà họ Khổng vẫn có chút coi trọng nhà họ Điền. Điền Văn gật đầu, sau đó vừa liếc nhìn đám người Tần Lương Ngọc xuống từ xe thể thao, lạnh lùng dặn dò, đưa bọn họ tới đảo Huyền Không luôn đi. Dẫu sao Điện Thần Long cũng đại diện cho nước Tề tới tham gia tranh khí vật, vì vậy, người Điện Thần Long mất mặt thì họ cũng mất mặt, cho nên dù không cam lòng Điền Văn vẫn sai người đưa đám người Tần Lương Ngọc tới đảo Huyền Không. Chương 4504 theo hắn thấy, nếu không phải là hắn ban ơn, đừng nói vào đảo Huyền Không, đám người Tần Lương Ngọc muốn tìm một điểm dừng chân cũng khó như lên trời. Lý Bạch cũng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng đảo Huyền Không, cảm thán, cho dù là Thành Thiên Đô cũng không có phong thái như đảo Huyền Không. Có thể ở đây thêm một ngày thì cuộc đời này cũng đủ rồi. Trái lại tôi cảm thấy, nếu có thể xây ở đây cao ốc chọc trời mấy trăm lầu thì ít nhất có thể chứa mấy chục ngàn người vào ở, thật sự không biết chủ nhân nơi này nghĩ thế nào. Long Hình ngẩng đầu nhìn đảo Huyền Không, lắc đầu liên tục. Theo cậu ta thấy, những lầu các cổ đại này nhiều lắm chỉ cao 7 tầng, không nói đến chuyện chiếm diện tích lớn, còn ở không được mấy người, quả là phí của trời. Im miệng. Đó là thánh địa, sao có thể để các người làm bẩn? Lúc này, một ông lão tóc trắng ở cửa, lạnh lùng mắng. Hiển nhiên là lời Long Hình mới vừa nói đã chọc giận ông lão. Ông à, ông đừng để ý, cậu ta cũng chỉ phát biểu chút ý kiến cá nhân thôi, Lý Bạch vội vàng tiến tới chắp tay giải thích. Ông lão quan sát Lý Bạch mấy lần, ngọn lửa giận trong đôi mắt dường như còn tăng lên mấy phần. Thánh địa Thành Thiên Khu sao có thể đến phiên một tên vô danh tiểu tốt tùy ý phát biểu ý kiến. Các người đừng hỗn láo. Điền Văn nhíu mày lại, lạnh lùng quát một câu. Đừng nói mấy người Lý Bạch, ngay cả hắn cũng không dám nói năng lung tung ở đây. Được rồi, chúng ta vào thôi. Tần Lương Ngọc khẽ cau mày, liếc nhìn Lý Bạch. Hừ, tôi thấy ông ta cũng là chó cậy gần nhà thôi. Một người gác cửa có gì hơn người chứ, Lý Bạch hung hăng liếc ông lão. Những lời này của ông ta đã chọc giận ông lão trong nháy mắt.
Tuy ông ta chỉ là một người gác cửa, nhưng cũng là đội trưởng đội bảo vệ trong thành thiên khu, đã khi nào bị chế giễu thế này đâu. Đứng, ngay khi ông lão định tiến tới chặn đường Lý Bạch, Điền Văn liếc nhìn ông lão, lúc này ông lão mới tức giận hừ một tiếng, không tiếp tục gây phiền toái cho đám người Lý Bạch nữa. Đi vào trong đảo huyền không, trước mắt mọi người chợt lóe sáng. Toàn bộ đảo huyền không, đường phố hết sức rộng rãi, thậm chí hẹp nhất cũng có thể đủ cho 4 chiếc xe ngựa đi song song. Điền Khải liếc nhìn đám người Tần Lương Ngọc, mặt đầy vẻ châm chọc nói, chúng tôi cũng chỉ có thể giúp được đến đây, còn chỗ ở, các người tự giải quyết đi. Chương 4505 Tần Lương Ngọc chỉ lạnh lùng mỉm cười với anh em Điền Văn, không để tâm đến lời nói của họ, ngược lại còn đi theo anh em Điền Văn về một hướng. Ban đầu anh em Điền Văn cũng không để ý, dù sao đám người Tần Lương Ngọc cũng là lần đầu đến thành thiên khu, không bạn bè e là tìm một nơi dừng chân cũng khó. Suy cho cùng, trong thành thiên khu cũng là bộ phận và đường đi của các thế lực, tuyệt đối không thể tiếp đón người ngoài, trừ khi có bạn bè ở đây mới có thể miễn cưỡng tìm được một nơi ở. Đám người đi gần một tiếng đồng hồ, mọi người mới dẫn đến dưới một cổng nhà trong trung tâm của đảo huyền không. Phía sau cánh cổng là tiên cảnh nhân gian được bao bọc bởi thiên khí, đỉnh núi cao ngất ngường. Trên cánh cổng có viết 4 chữ lớn Phủ Động Thiên Hoa. Nơi này là một trong các thánh địa có môi trường tốt nhất trong thành thiên khu. Theo lý nước Tề có hành cung trong thành thiên khu, nhưng anh em Điền Văn đâu dám sống trong hành cung. Ngộ nhỡ người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa đó đánh đến tận cửa thì không thể lường được hậu quả. Vào Phủ Động Thiên Hoa lại khác hẳn, vừa có thể được thành thiên khu bảo vệ vừa có thể được hưởng phúc khí của đất thánh, có thể nói là rất có ích với họ. Lúc này không chỉ anh em Điền Văn đến chỗ đăng ký trước cổng, Khổng Tề Thiên và Caius cũng đứng trước cửa đăng ký. Triệu Thắng đã vào hành cung của nước Triệu, không đến nơi này, Caius cố ý nhắc người khác một câu. Điền Văn và Điền Khải nghe xong cũng đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ ngay cả Triệu Thắng cũng bị chặn từ ngoài cửa. Nhưng dù biết rõ không có cơ hội nhiều, hai người cũng phải thử một lần, lỡ đâu người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa đó đánh đến tận cửa thì không phải trò đùa đâu. Giải quyết không ổn thỏa là hai người sẽ chết trong tay Ngô Thiên Hoa đấy. Thân là cậu chủ chiến quốc vào ở một nơi bình thường không cần phải đợi, thậm chí còn được hưởng các đãi ngộ đặc biệt, nhưng chỉ có Phủ Động Thiên Hoa là ngoại lệ. Nghe nói đằng sau Phủ Động Thiên Hoa là thế lực cực kỳ bí ẩn, thậm chí ngay cả nhà họ Khổng cũng muốn tránh không gây xung đột, thế nên cả đám người Caius cũng chỉ đành đợi ngoài cửa. Thế nào, trước đó mọi người chưa sắp xếp ổn thỏa à? Điền Khải nhíu mày quay sang nhìn người phụ trách nhà họ Khổng phía sau nói. Ôi, nơi này khác hẳn với các nơi khác, cần đích thân đến mới có thể đăng ký vào ở, người phụ trách khó xử đáp. Đừng thấy đám người Điền Văn là cậu chủ chiến quốc mà lầm, ở trước mặt thế lực bí ẩn đó, thể diện của họ cũng không lọt vào mắt đối phương, nếu không Triệu Thắng cũng sẽ không chủ động lùi bước, quay về hành cung ở thành thiên khu của nước Triệu. Thôi bỏ đi, chỉ đợi một lúc thôi mà. Không có gì to tát cả, Điền Văn xua tay với Điền Khải. Điền Khải quay sang nhìn mấy người Tần Lương Ngọc phía sau, lạnh lùng nói, nghe thấy chưa? Ngay cả bọn tôi cũng phải đợi ở đây, các người không cần phải dừng ở đây nữa, nên tự mình đi tìm nơi dừng chân khác đi. Chương 4506 Dĩ nhiên nếu các người không tìm được nơi nào để ở, bọn tôi cũng sẽ không để các người lưu lạc đầu đường. Ở thành thiên khu chỉ với thể diện của các người cũng có thể tìm cho các người vài căn phòng để ở đó. Nhưng trước hết là các người phải cúi đầu nhận lỗi với bọn tôi. Điền Văn cũng quay sang nói. Bọn tôi ở đâu không cần hai cậu chủ nhọc lòng quan tâm, dù cậu Tiêu đã không còn nữa nhưng tôi tin chắc bọn tôi vẫn có chút thể diện này. Vùng ngoài lãnh thổ không phải là nơi mà ai cũng đối đầu với cậu Tiêu giống hai cậu chủ. Mấy lời của Tần Lương Ngọc đã thể hiện rõ sự châm chọc của bà ta với anh em Điền Văn. Không để Điền Văn lên tiếng, Tần Lương Ngọc sải bước lên trước nói với một ông lão ở cửa, ông lão, làm phiền ông đi thông báo một tiếng, nói là Tần Lương Ngọc của thành Đại Lương dẫn điện thần Long đến ở. Mặc dù giọng Tần Lương Ngọc không quá lớn nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai người ở đó. Nghe thế Caius không khỏi nhíu mày, rõ ràng Tần Lương Ngọc đang phân cao thấp với anh em Điền Văn. Nhưng lời nói của bà ta lại vô hình trung hạ thấp tất cả thế tử và gia tộc lớn ở chiến quốc. Điền Văn lên tiếng, đừng nói là Tiêu Chính Văn đã chết, dù hắn đích thân đến đây cũng không có mặt mũi lớn như thế.
ngay cả những người như bọn tôi cũng chỉ có thể đợi ngoài cửa, bà nghĩ thể diện của Tiêu Chính Văn lớn thế à? Điền Văn nói không sai, dù sao hắn cũng là cậu chủ nước Tề, địa vị gần bằng vua, ngay cả hắn cũng chỉ có thể đợi ngoài cửa thì một nhân vật nhỏ không có chỗ chống lưng không có lai lịch như Tiêu Chính Văn có thể diện được thế nào? Huống gì hôm nay đến đây còn không phải là bản thân Tiêu Chính Văn, chỉ là thành chủ thành Đại Phong nhỏ bé thôi. Nói khó nghe một chút là thành nhỏ ở biên giới như thành Đại Phong không thể nào lọt vào mắt vài thế lực lớn nào đó, dù Tần Lương Ngọc là thành chủ thì có làm sao? Tôi nghĩ các người vẫn nên nhanh chóng đi khỏi đây, phải biết rằng lần này các người đại diện cho nước Tề, các người không sợ mất mặt nhưng nước Tề bọn tôi không muốn bị người ta xem là trò cười. Điền Khải lạnh lùng nói. Hắn nghĩ nếu không nhờ thể diện của hắn và Điền Văn thì đám người Tần Lương Ngọc có muốn bước lên đảo huyền không cũng chỉ là nỗi khát vọng thôi. Tần Lương Ngọc mặc kệ họ, chỉ nhìn về phía ông lão đồ trắng. Ông lão đồ trắng nhìn Tần Lương Ngọc một lượt, cau mày suy nghĩ hồi lâu mới khó xử nói, các vị đợi một chút, tôi đi báo lại. Nói rồi ông lão đồ trắng đi vào trong chạy thẳng đến cung điện trong màn sương. Mặc dù Tiêu Chính Văn có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ là một người tài trong giới trẻ thôi, huống gì trước đó đã có tin tức Tiêu Chính Văn chết ở Minh Hà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4507. Bây giờ Điện Thần Long đã không còn cảm giác tồn tại ở ngoài lãnh thổ, hơn nữa có người còn bạo gan đoán rằng không đến một năm Điện Thần Long sẽ bị các thế lực khác phân chia hết thảy. Nhưng ông lão lại không muốn đắc tội với bất kỳ ai nên mới chọn quay vào trong báo lại, còn hậu quả thế nào là chuyện của đám người Tần Lương Ngọc. Mọi người sắp xếp đồ đi, lát nữa cùng vào trong, Lý Bạch dặn dò mười mấy tài xế phía sau. Tài xế vội vàng lấy bao lớn bao nhỏ trong thùng xe ra, xếp gọn phía sau mấy người Lý Bạch. Nghe thế Khổng Tề Thiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lý Bạch lắc đầu nói. Không ngờ người từng là kiếm tiên sau khi gia nhập Điện Thần Long cũng trở nên không biết lớn nhỏ rồi. Hừ, tôi thấy họ không biết tự lượng sức mình, còn nghĩ rằng đang ở nơi nhỏ bé như Thành Thiên Đô sao. Đúng là nực cười, Điền Văn cũng chế giễu. Lúc này sắc mặt của Kaius và Erdogan cũng trở nên cực kỳ khó coi, xung quanh còn có không ít người đang chỉ trỏ. Mọi người đều đang đợi xem trò cười, cho dù là mấy người Tần Lương Ngọc hay Điền Văn. Hôm nay chắc sẽ có một bên bị Phủ Động Thiên Hoa đuổi đi. Bên bị đuổi không chỉ mất mặt, thậm chí còn sẽ trở thành trò cười trong mắt các thế lực. Các người tốt nhất nên chú ý đến ngôn từ của mình, Điền Văn tức giận quát. Bọn tôi chưa từng thừa nhận mình là người nước Tề, bọn tôi chỉ đại diện cho bản thân, người của Điện Thần Long trước giờ luôn chịu trách nhiệm về hành vi của mình, Tần Lương Ngọc lạnh lùng đáp trả lại. Thấy Tần Lương Ngọc dám nói như tát nước vào mặt hắn trước nhiều người như thế, Điền Văn bỗng chốc không kiềm chế được cơn giận của mình. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì ông lão đồ trắng đó đã quay lại. Mọi người gần như đều nhìn về phía ông lão đồ trắng đó. Chỉ thấy ông lão thân thiết chắp tay với mấy người Tần Lương Ngọc nói, thành chủ Tần, vui lòng đợi một chút. Hả, nghe thế đám người Điền Văn đều lộ ra vẻ chế giễu. Chẳng phải các người nói Tiêu Chính Văn rất có thể diện sao? Thể diện của hắn ở đâu? Tần Lương Ngọc, tôi đã nhịn bà lâu lắm rồi, tôi có thể không so đo với bà chuyện trước kia nhưng bây giờ các người đều mất mặt đến tận Thành Thiên Khu luôn rồi. Ngay cả các cậu chủ bọn tôi đều phải đợi ở đây, lẽ nào các người còn muốn sánh ngang với bọn tôi sao? Đúng là hỗn xược, không cho các người một bài học thì các người thật sự không biết trời cao đất dày. Lúc anh em Điền Văn đến Đế Khư, thái độ coi thường bọn họ của Tần Lương Ngọc khiến Điền Văn vô cùng bất mãn. Đến Thành Thiên Khu, Tần Lương Ngọc càng không nể mặt anh em Điền Văn, thậm chí còn đáp trả lại bọn họ ở trước mặt mọi người, điều này khiến Điền Văn không thể chịu nổi. Nghe Điền Văn nói vậy, những người bên cạnh đều bật cười. Các người thật sự nghĩ rằng Phủ Động Thiên Hoa là nơi ai cũng ở được sao? Đúng là đám nhà quê kém hiểu biết. Chương 4508. Lúc này, một người đàn ông trẻ trong đám người lên tiếng. Thực ra hắn cũng chỉ là người thừa kế của một thế gia đến từ Tây Vực mà thôi. Xin chào cậu chủ Điền Văn và cậu chủ Điền Khải. Người đàn ông trẻ bước lên, chắp tay chào Điền Văn và Điền Khải. Trước đây, hắn đã có duyên gặp anh em Điền Văn ở Thánh Giáo Đình trong Tây Vực. Mặc dù Điền Văn và Điền Khải không thuộc thế lực Tây Vực, nhưng với tư cách là thiên tử nước Tề, bọn họ cũng có sức ảnh hưởng lớn.
Tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Điền sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho gia tộc bọn họ. Mà bản thân hắn cũng là cao thủ đế cảnh cấp 3, cũng có địa vị nhất định trong các thế lực ở Tây Vực, nhưng so với Điền Văn thì còn kém xa. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân phận của mình cao hơn rất nhiều so với những cao thủ trong Điện Thần Long. Hắn vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến những lời chế nhạo phụ họa theo. Hai, năm nay, con chó con mèo nào cũng ra vẻ ghê gớm. Thật ra cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé thấp kém mà thôi. Điện Thần Long, ai từng nghe nói đến chứ? Chẳng qua Tiêu Chính Văn có chút tiếng tăm mà thôi, nhưng đáng tiếc, hắn đã chết rồi. Ngay cả xương cốt của Tiêu Chính Văn cũng không còn, vậy mà vẫn có người dùng tên tuổi của hắn để lên mặt, thật nực cười. Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn đám người, chế nhạo, Điện Thần Long có thể diện hay không thì cũng không đến lượt các người bàn luận. Hơn nữa, rõ ràng cậu có thể yên lặng đứng ngoài chuyện này, nhưng nếu đã muốn nhúng tay vào thì đừng mong yên ổn. Tần Lương Ngọc cười nhạo người đàn ông trẻ kia. Ồ, còn dám uy hiếp tôi sao? Ôi, tôi sợ quá. Bà định gọi Tiêu Chính Văn đến giết tôi à? Ha ha ha, người đàn ông trẻ kia nói xong liền cười lớn. Nhưng đúng lúc này, trong phủ Động Thiên Hoa truyền đến tiếng chuông đồng lớn. Tiếp theo nhạc khúc cửu ca của quân vương giám truyền tới, vô số đóa hoa sen trắng trải dài khắp cung điện trong màn sương. Chương 4509 vô số đóa sen trắng hợp thành một con đường, trải đến dưới chân Tần Lương Ngọc. Cũng vào lúc này, sáu ông lão áo trắng cùng bước lên đài sen trắng. Sáu ông lão này đều là cao thủ cảnh giới đế quân. Có một người đi đầu mặc áo bào tím, đứng trước sáu ông lão, đi về phía Tần Lương Ngọc. Không biết có khách quý tới, xin thứ lỗi cho tôi không nghênh đón từ xa. Ông lão đi đầu chắp tay chào Tần Lương Ngọc. Ông lão mặc áo bào tím này chính là chủ nhân của phủ Động Thiên Hoa, thân phận của ông ta vô cùng bí ẩn. Ít ai biết được rằng, thế lực đằng sau ông lão này to lớn như thế nào. Khi ông ta đích thân xuất hiện, sắc mặt của những người xung quanh lập tức thay đổi. Tiếng chuông thánh thót này không phải âm thanh mà ai cũng có thể hưởng thụ, hơn nữa nhạc khúc của quân vương giám chỉ được diễn tấu khi tiếp đón khách quý. Ngoài ra, ông lão áo tím còn đích thân đến tiếp đón, khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Sáu ông lão áo trắng phía sau đi ngang qua đám người Điền Văn, coi bọn họ như không khí, chỉ khi đến gần Tần Lương Ngọc, bọn họ mới chắp tay nói, xin chào thành chủ Tần. Vãi, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Một thành chủ thành Đại Phong nhỏ bé sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Tôi là Bàng Đức, nếu thành chủ Tần không để ý thì có thể gọi tôi là ông Bàng. Ông lão áo tím chắp tay tỏ lòng kính trọng. Ngay sau đó, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, quay lại nhìn người đàn ông trẻ ở Tây Vực kia nói, một kẻ hữu danh vô thực mà cũng dám xúc phạm khách quý, thật đáng chết. Ông ta vừa dứt lời, sáu ông lão phía sau ông ta cũng đồng thời ra tay. Người đàn ông trẻ kia còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mấy tia sáng đánh vào ngực, sau đó hắn kêu gào thảm thiết, chớp mắt, hắn đã bị đánh thành đống thịt nát rơi trên mặt đất. Chương 4510 mong thành chủ Tần tha tội. Một con kiến mà cũng dám chỉ trích thành chủ Tần, cũng chính là bất kính với phủ Động Thiên Hoa chúng tôi. Tôi chỉ trừng trị theo tội thật, mong thành chủ Tần đừng để trong lòng. Bành Đức chắp tay nói với Tần Lương Ngọc. Nghe vậy, Tần Lương Ngọc quay đầu nhìn anh em Điền Văn, chế nhạo, chẳng phải cậu chủ Điền Văn vừa nói ngay cả cậu ta cũng không có mặt mũi này, cậu Tiêu càng không có mặt mũi lớn như vậy sao? Tôi xin hỏi cậu chủ Điền Văn có mặt mũi gì? Nói xong. Tần Lương Ngọc bước lên đóa hoa sen trắng, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, vô số đóa sen trắng nở rộ, hương thơm ngào ngạt, mọi người đều nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Những người từng chế nhạo Tần Lương Ngọc đều im như thóc. Người đàn ông trẻ bị đánh thành nhiều mảnh vừa rồi có thân phận cao hơn bọn họ. Những gì xảy ra ở phủ Động Thiên Hoa nhanh chóng lan rộng khắp thành thiên khu. Trong cung điện ngập tràn hoa, Ngụy Vinh Kỳ chắp tay sau lưng. Nhìn về hướng phủ Động Thiên Hoa với vẻ khinh thường, nói, Điền Văn và Điền Khải bị mấy tên tiểu bối làm cho mất mặt, thật nực cười. Hừ, phía Tần Lương Ngọc có truyền đến tin tức gì không? Vừa dứt lời, một ông lão tóc bạc nhanh chóng bước tới, chắp tay nói, thưa cậu chủ, Tần Lương Ngọc đã đồng ý với chúng ta rằng sẽ chia sẻ hành tung của đám người Điền Văn cho chúng ta bất cứ lúc nào. Ngụy Vinh Kỳ khẽ gật đầu nói, ừ, Ngô Thiên Hoa đâu, đã lên đường rồi. Chắc khoảng nửa ngày nữa sẽ đến thành thiên khu.
Ông lão nói xong, lạnh lùng nhìn về phía phủ Động Thiên Hoa. Lúc này, sắc mặt Điền Văn, Khổng Tề Thiên và Chaos đều tái xanh. Đặc biệt là Điền Văn, gương mặt đã biến thành màu gan lợn. Vừa bước vào thành thiên khu, Tần Lương Ngọc đã sỉ nhục bọn họ trước mặt mọi người. Theo hắn thấy, đừng nói đến việc Tiêu Chính Văn đã chết, cho dù Tiêu Chính Văn chưa chết thì cũng là cái thá gì ở thành thiên khu chứ. Hơn nữa phủ Động Thiên Hoa thuộc về một thế lực cực kỳ bí ẩn, đến hắn cũng phải kính nể vài phần. Nhưng thực tế không phải vậy, Tiêu Chính Văn không chỉ có mặt mũi này mà đám người Tần Lương Ngọc cũng được tiếp đãi long trọng, điều này vô cùng bất thường. Không biết mặt mũi của Long Vương đã làm cậu chủ Điền Văn hài lòng chưa? Xin hỏi ông Bàng, trong phủ Động Thiên Hoa có nhà củi không? Long Nguyệt mỉm cười hỏi. Cô cứ đùa, phủ Động Thiên Hoa đương nhiên có nhà củi. Bàng Đức cung kính nói. Ồ, vậy thì tốt. Nếu cậu chủ Điền Văn không có chỗ ở thì chỉ cần cậu xin lỗi chúng tôi, nhà củi ở phủ Động Thiên Hoa sẽ để lại cho cậu chủ Điền. Nhưng tôi nghĩ cậu chủ Điền Văn và các vị cậu chủ có địa vị hơn người, chắc không sống quen trong nhà củi ở phủ Động Thiên Hoa đâu nhỉ. Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày khác, Long Nguyệt nói rồi liếc nhìn đám người Điền Văn với vẻ khinh bỉ. Chương 4511 điều này tương đương với việc không nể nang Điền Văn một cách công khai. Điền Văn nghiến răng, trước mặt Bàng Phúc, hắn cũng không dám làm gì, nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại, tôi chỉ muốn nhắc nhở các người một câu, Tiêu Chính Văn chết rồi. Nói xong, Điền Văn tức giận xoay người lên xe ngựa rời đi. Sao cậu chủ phải vội vàng rời đi thế? Cậu ngồi xe ngựa cả ngày mệt mỏi rồi, sao không uống chén trà rồi hẵng đi? Lý Bạch nhìn theo xe ngựa của Điền Văn, cười mỉa mai. Điền Văn lạnh lùng quay đầu lại nhìn Lý Bạch qua của xe với vẻ căm hận. Mãi cho đến khi rời khỏi phủ Động Thiên Hoa, Khổng Tề Thiên mới nhíu mày nói với anh em Điền Văn, chắc hẳn có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Nghe vậy, sắc mặt của anh em Điền Văn càng trở nên khó coi hơn. Trong khoảng thời gian Điện Thần Long ở Đế Khư đã thầm bắt tay với các thế lực khác, mà chuyện này lại giấu được tai mắt của đám người Điền Văn, việc này như một cái tát vào mặt anh em Điền Văn. Cũng không lạ gì khi anh em Điền Văn cảm thấy mất sạch mặt mũi. Phải biết rằng Tiêu Chính Văn luôn ở tầm quan sát của nhà họ Khổng, mà Điền Văn cũng là một trong những chủ sự của nhà họ Khổng, nhưng hôm nay lại bị bẽ mặt, bảo hắn còn ngẩng đầu trong đám thế tử, cậu chủ thế nào đây? Điền Văn quay sang nhìn Chaos bên cạnh, dù sao so ra thì Thánh Giáo Đình cũng hiểu biết về thành thiên khu hơn một chút. Thật ra đằng sau phủ Động Thiên Hoa là nhà họ Võ, Chaos thở dài nói. Gì cơ, nhà họ Võ? Nghe gã nói thế Điền Văn cũng cực kỳ ngạc nhiên. Ban đầu Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào có quan hệ khá tốt, hơn nữa còn cứu Võ Anh Hào trong Tề Thiên Thư Viện, nên mặc dù Tiêu Chính Văn đã chết nhưng nhà họ Võ bảo vệ Điện Thần Long cũng không lạ gì. Khổng Tề Thiên ủ rũ nói. Ai mà ngờ nhà họ Võ lại có thế lực lớn đến thế, hơn nữa nếu biết sớm hơn thì Khổng Tề Thiên cũng sẽ không giam lỏng Võ Anh Hào. Lẽ nào nhà họ Võ cũng định tham gia vào trận chiến tranh khí vận lần này? Nhưng nếu Điện Thần Long đã đại diện cho nước Tề thì dù họ muốn nhúng tay vào, lợi ích cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Nhưng nếu nhà họ Võ đã ra tay, vậy thì còn mong các vị đừng nương tay, đến lúc đó nhất định phải cho đám người Tần Lương Ngọc một bài học cuối đời khó quên. Điền Văn nghiến răng nói. Mặc dù hắn và Điền Khải không thể tham gia nhưng không có nghĩa là đám người Khổng Tề Thiên cũng không thể tham gia. Chỉ cần mấy người họ tự mình ra trận thì trận đấu tranh khí vận này sẽ trở thành trận chiến giữa các cường giả thiên cảnh, đám người Tần Lương Ngọc còn lâu mới đạt đến thiên cảnh, không phải là đối thủ của họ. Thật ra thế lực của nhà họ Võ cực kỳ lớn mạnh, có thể nói họ không để lộ ra ở Đông Vực là đang giấu đi thực lực. Thế nên nhà họ Võ không giống như suy nghĩ của các người đâu. Chaos nhíu mày nói. So với đám người Điền Văn, bên phía Thánh Giáo Đình từng chứng kiến khả năng của nhà họ Võ. Đừng thấy nhà họ Võ ngày thường không xuất hiện mấy mà lầm, thực lực thật của họ cực kỳ đáng sợ, nếu không họ cũng không thể nằm trong top 3 trong các hoàng tộc. Chương 4512 về cái này thì anh cứ yên tâm, nếu Võ Anh Hào không xuất hiện thì chứng tỏ hắn vẫn có điều kiêng dè, huống gì Tiêu Chính Văn đã chết. Không đến lúc bất đắc dĩ thì nhà họ Võ sẽ không trở mặt với chúng ta. Điền Văn cực kỳ tự tin nói. Thật ra từ đầu đến cuối, Điền Văn đều chưa từng xem nhà họ Võ ra gì. Nữ đế đã ra đi cách đây 1000 năm,
có thể nói từ khi bà ta chết, nhà họ Võ đã mất đi trụ cột. Mà những quan tướng trung thành của nhà họ Võ không hề sợ, ngay cả nhà họ Võ có khí vận của đế vương nhưng đám người Điền Văn là cậu chủ chiến quốc, cũng có dòng máu của đế vương, mọi người cùng lắm chỉ sánh ngang với nhau thôi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Điền Văn tự tin như thế. Nhưng vẻ mặt Khổng Tề Thiên lại trở nên nghiêm túc, cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như Điền Văn nói. Đừng thấy ông ta xuất thân từ nhà họ Khổng mà lầm, đám người Điền Văn, thậm chí cả nước Tề đều là thiên hạ của nhà Nho, xem như cùng gốc rễ với nhà họ Khổng nhưng giữa họ cũng có sự phân chia lợi ích rất lớn. Thế nên dù Khổng Tề Thiên cảm thấy đằng sau chuyện này có vấn đề nhưng cũng không nói cho anh em Điền Văn biết. Trong mắt người nhà họ Khổng, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không hề có bạn. Anh em Điền Văn cũng chỉ là hai con cờ của nhà họ Khổng thôi, Khổng Tề Thiên còn lâu mới để tâm đến sống chết của hai người. Không biết dạo gần đây nhà họ Doanh và nhà họ Bạch có động thái gì không, Điền Văn bỗng quay sang hỏi Khổng Tề Thiên. Thật ra hắn nghĩ người đáng được nghiêm túc đối đãi chỉ có nhà họ Doanh. Dù sao đó cũng là gia tộc lớn lập ra đế quốc Đại Tần. Hơn nữa lúc này đám người Trương Nghị đã dựa dẫm vào nhà họ Doanh, thế lực không hề nhỏ. Trưởng lão Thanh Dương đã xuống núi rồi. Chỉ một câu nói đã khiến mọi người sửng sốt. Lúc này trong phủ động Thiên Hoa, mọi người đã được dẫn vào đại điện, đứng trên đại điện có thể nhìn được khắp cả phủ động Thiên Hoa. Ngay cả mấy người Lý Bạch cũng có cảm giác cả người đứng trên đỉnh cao nhìn xuống dưới. Mọi người đều là người của mình, các vị không cần thận trọng. Bàng Đức mỉm cười nói. Thật ra Bàng Đức không phải là người nhà họ Võ mà là người đời sau của Bàng Trung chiến tướng dưới trướng Hạng Vũ. Trong một sảnh phủ của phủ động Thiên Hoa, trên một màn hình cực lớn đang chiếu chiến sự ở thành Minh Nguyệt. Lúc này cả thành Minh Nguyệt tràn ngập vẻ u ám, yêu ma tung hoành, mà bên ngoài thành Minh Nguyệt lại lóe lên vô vàn ánh sáng màu vàng, trong đốm sáng đó như thế có rồng thật hiện thân. Nhà họ Trương đang bố trí long mạch. Mặc dù long mạch đã được chuyển về hơn một nửa nhưng cảnh tượng trong thành Minh Nguyệt vẫn rất đáng sợ. Vô số ngôi mộ cao như núi trồi lên từ dưới đất, gió tà vô tận thổi qua trên các ngôi mộ, còn mang theo từng tiếng vang đáng sợ như tiếng ma quỷ gào thét. Chương 4513 trong các ngôi mộ này còn mơ hồ cảm nhận được khí tức cực kỳ mạnh. Đây là, mộ của cường giả thiên cảnh, Tần Lương Ngọc nhíu mày nhìn Bàng Đức nói. Đúng thế, Bàng Đức gật đầu. Mấy ngôi mộ này đúng là của cường giả thiên cảnh, mà lúc này các cường giả thiên cảnh đều được chôn dưới lòng đất, đến trước khi âm phủ trồi lên mặt đất, họ đều không thể tái sinh lần nữa. Ở trung tâm thành Minh Nguyệt, rất nhiều cao thủ đang bao vây tấn công một cao thủ thiên cảnh nhưng chưa kịp đến gần, họ đã biến thành một màn xương đen, sau đó bay theo gió. Đúng lúc này một ông lão mặc đồ trắng tay cầm kiếm dài bước đến, chỉ tùy ý vung thanh kiếm trong tay lên. Cao thủ thiên cảnh đó đã biến thành vũng máu. Nhìn thấy ông lão đồ trắng này, ánh mắt Trần Tổ Huy đầy tơ máu, sát khí trong mắt bỗng chốc như hóa thành thực thể. Mà ông lão đồ trắng đó như hổ gặp đàn dê, vung tay lên còn mang theo uy lực hủy diệt trời đất. Dường như mỗi một đòn tấn công sẽ có vài cao thủ thiên cảnh biến thành vũng máu. Ngay cả các ngôi mộ lớn xung quanh đều run rẩy. Họ không phải là cao thủ thiên cảnh. Có thể nói chưa đạt đến thiên cảnh, Trần Huy Tổ nhíu mày nói. Vì Trần Khánh Chi vốn dĩ là cao thủ thiên cảnh nên Trần Huy Tổ đã từng mở mang tầm nhìn với thực lực của cao thủ thiên cảnh. Trong đám đông ông ta cũng là người duy nhất hiểu về thiên cảnh nhất. Thật ra họ cũng được xem là cao thủ thiên cảnh chẳng qua họ đã chết từ lâu rồi, bây giờ chỉ tồn tại dưới dạng thần hồn thôi nên trông có vẻ yếu hơn cao thủ thiên cảnh nhiều. Bàng Đức nói. Dù sao âm phủ vẫn chưa trồi hẳn lên mặt đất nên cao thủ thiên cảnh trong địa phủ bị trời đất này chèn ép, thế nên dĩ nhiên thực lực sẽ bị giam cầm. So sánh ra thì cảnh giới của đám người Điền Văn có vài điểm tương tự với các cao thủ thiên cảnh bị trời đất áp chế này. Nếu họ đã trở thành cao thủ thiên cảnh thật thì các thế lực đều sẽ phái người đến chúc mừng, giống lúc Ngụy Võ Hầu đột phá trước đó, ngay cả Vạn Kiếm Cốc cũng bảo người đại diện đến. Nhưng đám người Điền Văn lại không được hưởng đặc quyền này. Chứng tỏ bây giờ họ chỉ mới ở giữa ranh giới của đế cảnh đỉnh cao và thiên cảnh. Cùng lắm chỉ có thể được coi là bán bộ thiên cảnh thôi. Chỉ cần âm phủ trồi lên mặt đất thì họ có thể không bị áp chế nữa, đến lúc đó thực lực của họ sẽ ngang bằng với thiên cảnh, Bàng Đức nói tiếp.
Quả nhiên âm phủ là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cao thủ thiên cảnh cũng nhiều vô số kể, điều này cũng không lạ gì khi thiên đạo minh ước rất kiêng dè âm phủ. Rốt cuộc ông lão đồ trắng đó là ai thế? Tần Lương Ngọc quay sang hỏi Trần Huy Tổ. Mặc dù mấy cao thủ thiên cảnh của âm phủ đó bị trời đất áp chế không thể khai triển thực lực thật sự của thiên cảnh, nhưng ông lão đồ trắng đó có thể giết họ trong tích tắc, thực lực này cũng quá khủng khiếp. Khí tức đáng sợ đó dù cách một màn hình nhưng Tần Lương Ngọc cũng có thể cảm nhận được rất rõ. Chương 4514. Thật ra các cao thủ ở địa phủ này đáng sợ nhất không phải là cảnh giới của họ mà là họ tồn tại dưới dạng thần hồn, một nguyên bản đã mất đi xác thịt trở thành hồn ma, không thể tấn công. Cũng chính vì thế mà thiên đạo minh ước mới phát động nhiều người đến, thậm chí còn ép buộc các thế lực cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này ông lão đồ trắng lại đang chém chết thần hồn của địa phủ. Ông ta chính là Thanh Dương, Trần Huy Tổ nghiến răng nói. Trần Huy Tổ rất quen thuộc với Thanh Dương này. Trước khi Thanh Dương gia nhập Vạn Kiếm Cốc, ông ta là anh em kết nghĩa của Trần Thế Sung bố ruột Trần Huy Tổ. Đồng thời, cũng là kẻ thù giết bố của Trần Huy Tổ. Năm đó, Trần Thế Sung và Thanh Dương được coi là bạn thân lúc nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa hai người họ còn là anh em kết nghĩa, đồng hành cùng nhau đi khắp nơi. Hơn nữa, hai người gần như cùng bước vào thiên cảnh. Trần Thế Sung không ngờ sau khi Thanh Dương đạt thiên cảnh, lại gia nhập Vạn Kiếm Cốc. Kể từ đó, ông ta trở thành trưởng lão Thanh Dương trong Vạn Kiếm Cốc, kẻ chuyên giết các cao thủ thiên cảnh. Người này có danh tiếng lớn trong Vạn Kiếm Cốc là vì ông ta chỉ ra tay với cao thủ thiên cảnh, còn là những cao thủ vừa đột phá thiên cảnh. Cho dù thế lực các bên đều hận người này đến tận xương tủy, nhưng cũng chính vì sự xuất hiện của ông ta, Vạn Kiếm Cốc mới có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị thế lực số 1. Bàng Đức cũng lên tiếng. Thực ra trong mấy ngàn năm qua, có rất nhiều cao thủ đột phá thiên cảnh ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng rất ít người có thể sống sót. Chỉ cần cảnh giới của đối phương ổn định ở thiên cảnh cấp 1, trưởng lão Thanh Dương sẽ đích thân đến thăm hỏi. Cái gọi là thăm hỏi thực chất là giết chết đối phương, cũng chỉ có người thoát khỏi kiếm của trưởng lão Thanh Dương mới có thể ngồi vững ở thiên cảnh. Cho nên đám người Điền Văn không được coi là cao thủ thiên cảnh, nếu không, trưởng lão Thanh Dương đã ra tay từ lâu rồi. Bàng Đức tiếp tục giải thích. Ý của ông là ông ta dám giết mấy cậu chủ. Tần Lương Ngọc rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Dù sao bọn họ cũng là bốn cậu chủ chiến quốc, thế lực đằng sau bọn họ vô cùng hùng mạnh. Bốn cậu chủ chiến quốc thì sao? Tại sao Khổng Tề Thiên lại chạy đến chiến trường vùng ngoài vũ để đột phá? Lẽ nào chỉ vì mấy thuật phân thân sao? Nói trắng ra, ngay cả người nhà họ Khổng cũng sợ người này vài phần, huống chi là mấy cậu chủ chiến quốc. Nói cho cùng, ngoại trừ nhà Doanh, sáu nước khác đều đã suy tàn từ lâu, nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị Đại Tần thống nhất thiên hạ. Bàng Đức nhìn trưởng lão Thanh Dương trên màn hình, trầm giọng nói. Trần Huy Tổ nghiến răng nói, thật ra những năm qua, ở vùng ngoài lãnh thổ đã có hơn mấy trăm con cháu của các thế gia đột phá đến thiên cảnh, nhưng tất cả đều chết dưới kiếm của ông ta. Chương 4515 chính là vì cao thủ thiên cảnh ít hơn nhiều so với người của Vạn Kiếm Cốc, cho nên những thế gia kia chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám đối đầu với Vạn Kiếm Cốc. Trần Huy Tổ nói thẳng ra những bí mật trăm năm nay. Ồ, lẽ nào các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ trơ mắt nhìn ông ta làm càn sao? Long Ngao hỏi với vẻ khó hiểu. Mặc dù một hoặc hai thế gia không thể đấu với Vạn Kiếm Cốc, nhưng tất cả thế gia hợp lực lại chắc chắn không thể thua Vạn Kiếm Cốc, chưa kể còn có nhà họ Khổng lớn mạnh. Thực ra các thế lực cũng từng hợp lực chống lại, nhưng Vạn Kiếm Cốc giải thích rằng, trưởng lão Thanh Dương chỉ là muốn cọ sát với những cao thủ thiên cảnh này mà thôi. Mỗi chiêu của cao thủ thiên cảnh đều là sát chiêu, cho nên không thể tránh khỏi sơ sót. Nói đến đây, sắc mặt của Trần Huy Tổ càng trầm xuống. Năm đó, Trần Thế Sung đã bị Thanh Dương tấn công đến chết. Chẳng lẽ những thế gia này đều chịu nuốt cục tức này sao? Tần Lương Ngọc cũng hỏi với vẻ khó hiểu. Dù sao những thế lực đứng sau các thế tử đều vô cùng lớn mạnh, đặc biệt là nhà họ Khổng, càng là nhân vật thủ đoạn hơn người. Thật ra là do Thiên Đạo Minh Ước đã thỏa thuận với Vạn Kiếm Cốc nhằm khống chế các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Với sự hỗ trợ của Thiên Đạo Minh Ước, ngay cả nhà họ Khổng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa thực lực của Vạn Kiếm Cốc không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Bởi vậy,
những cao thủ thiên cảnh chết dưới tay ông ta cũng chỉ có thể ôm hận mà chết thôi. Trần Huy Tổ thở dài, bất lực nói. Không ai hiểu vị trưởng lão Thanh Dương này hơn nhà họ Trần, cũng không ai biết rõ thỏa thuận bí mật giữa Thiên Đạo Minh Ước và Vạn Kiếm Cốc hơn nhà họ Trần. Có thể nói, vì để khống chế toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ, Thiên Đạo Minh Ước không từ thủ đoạn nào. Chiến sự ở vùng ngoài vũ trụ vô cùng khắt khe, nhưng bọn họ vẫn giết hại các cao thủ thiên cảnh vừa trưởng thành của vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, việc trưởng lão Thanh Dương ra tay với cao thủ thiên cảnh đã không còn là bí mật nữa. Chưa nói đến cả vùng ngoài lãnh thổ, chỉ riêng Đông Vực đã có hơn 100 vị cao thủ thiên cảnh chết dưới tay Thanh Dương. Chỉ cần những nhân vật lớn ở chiến trường ngoài vũ trụ không trở về vùng ngoài lãnh thổ, thì thiên cảnh chính là nóc nhà của vùng ngoài lãnh thổ, tất cả những điều này đều là nhờ một mình Thanh Tĩnh. Như vậy có nghĩa là ông ta ít nhất cũng phải là thiên cảnh cấp 2. Long Nguyệt nhíu mày hỏi. Không phải, Trần Huy Tổ khẽ lắc đầu nói, ông ta cũng chỉ là thiên cảnh cấp 1 là thôi. Chỉ là người này đã từng đạt đến trạng thái thiên cảnh đỉnh cao, vì vậy bất khả chiến bại trong những người cùng cấp bậc. Cái gì, ngay cả Tần Lương Ngọc sống ở vùng ngoài lãnh thổ lâu năm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể bất khả chiến bại ở cảnh giới thiên cảnh, có thể tưởng tượng được ông ta mạnh đến cỡ nào. Nhưng cho dù đối phương ở cảnh giới nào, đối mặt với kẻ thù giết bố, trong mắt Trần Huy Tổ vẫn nồng đậm sát khí. Người này vô cùng nguy hiểm, vì vậy không được kích động gây sự với ông ta. Trần Huy Tổ thở dài nói. Cho dù ông ta muốn báo thù cho bố, nhưng ông ta cũng phải đối mặt với thực tế rằng cảnh giới của ông ta khác biệt quá lớn so với đối phương. Chương 4516 cho dù ông ta có thể đạt tới thiên cảnh trong vòng 100 năm, thì làm sao một tiểu bối mới bước vào thiên cảnh có thể là đối thủ của cao thủ thiên cảnh bất khả chiến bại được. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trong sảnh lớn, quan sát tình hình ở thành Minh Nguyệt. Nhưng điều mà Tiêu Chính Văn quan tâm hơn cả là những sợi tơ đen bay trong gió trên những phần mộ. Những sợi tơ này giống hệt như những gì anh đã thấy ở Minh Hà. Hơn nữa, trên những sợi tơ này còn có một tia máu mờ nhạt, càng thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Giữa Âm Phủ và Minh Hà chắc chắn có mối quan hệ nào đó, nếu không những thứ này sẽ không xuất hiện ở đây. Tiêu Chính Văn nhìn những sợi tơ trên màn hình, trầm giọng nói. Nếu giữa Minh Hà và Âm Phủ không có quan hệ gì, thì những sợi tơ này có lẽ sẽ không xuất hiện ở Minh Hà, hoặc không nên xuất hiện ở Âm Phủ, nói tóm lại, chúng không thể đồng thời xuất hiện ở hai phía. Những sợi tơ này khác với những sợi tơ bình thường. Trước đây Tiêu Chính Văn đã từng thử cắt đứt chúng, nhưng cho dù Tiêu Chính Văn dùng kiếm Tần Vương, cũng không hề tổn hại gì. Được rồi, đặt chuyện báo thù sang một bên đã, sớm muộn gì cũng có cơ hội. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là khí vận thiên khu, chuẩn bị cho tốt đi. Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ lên vai Trần Huy Tổ, nói. Nghe vậy, Trần Huy Tổ quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Tiêu Chính Văn không cần nói thẳng, ông ta cũng hiểu được ý của Tiêu Chính Văn, có nghĩa là một ngày nào đó, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ báo thù cho nhà họ Trần. Lúc đó, nếu không phải Trần Huy Tổ đang du học ở nước ngoài thì e rằng cũng đã trúng độc trong tay người này rồi. Lúc ông ta vội vã trở về nhà họ Trần, cả nhà họ Trần đã trở nên hoang tàn. Bố mẹ ông ta đều chết thảm trong vũng máu, hơn 300 người nhà họ Trần đều chết thảm, không một ai sống sót. Bây giờ cả nhà họ Trần đều đã bị tiêu diệt, đương nhiên không có thế lực nào dám đứng ra bất bình và đòi lại công bằng cho nhà họ Trần. Lúc Trần Huy Tổ trở về nhà tổ của nhà họ Trần, khóc lóc kể cho gia chủ nhà họ Trần nghe về chuyện này, những gì ông ta nhận được chỉ là một câu trả lời lạnh lùng. Cậu ở vùng ngoài lãnh thổ nên chắc biết rõ đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Trần Huy Tổ lại gia nhập Điện Thần Long và đi theo Tiêu Chính Văn vì một câu nói trượng nghĩa. Bởi vì chỉ có Tiêu Chính Văn mới coi trọng sinh mệnh hơn tất cả mọi thứ. Một người bình thường cũng có được sự coi trọng ở chỗ Tiêu Chính Văn. Trần Huy Tổ đã không còn sùng bái nhà họ Trần nữa. Đối mặt với Tiêu Chính Văn, Trần Huy Tổ không nói thêm gì nữa, chỉ cần một câu của Tiêu Chính Văn là đủ rồi. Sau khi giải tán, Tần Lương Ngọc đến phủ thành chủ của Thành Thiên Khu để xử lý các thủ tục liên quan. Nhưng Tần Lương Ngọc vừa đến Thành Thiên Khu đã thu hút sự chú ý của tất cả các bên. Dù sao trước đây Tần Lương Ngọc cũng sỉ nhục đám người Điền Văn trước mặt mọi người ở cổng phủ Động Thiên Hoa.
Điền Văn là một trong bốn cậu chủ chiến quốc, đừng nói là sỉ nhục công khai, mà người bình thường còn không có dũng khí phản bác một lời. Vì vậy, dọc đường đi, rất nhiều người chủ động tiến lên chào hỏi Tần Lương Ngọc. Tiêu Chính Văn không còn nữa, vậy mà người của Điện Thần Long vẫn ngạo mạn như vậy. Nếu Tiêu Chính Văn còn sống, không biết hôm nay Điền Văn có thể sống sót rút lui hay không. Không ít người nhìn theo bóng lưng của Tần Lương Ngọc, thầm đoán giả đoán non trong lòng. Dù sao ngay từ đầu Tiêu Chính Văn cũng rất ngang ngược, ngay cả Tử Dư và Tử Cống đều bị Tiêu Chính Văn làm cho bẽ mặt, bây giờ lại làm loạn thành Thiên Khư thì có là gì. Chương 4517 đừng thấy tin tức Tiêu Chính Văn chết đã truyền đi được hơn nửa năm mà lầm, những chuyện huy hoàng mà Tiêu Chính Văn từng làm vẫn được khá nhiều người khác ghi vào lòng. Dù sao anh cũng đã làm rất nhiều việc mà nhiều người muốn nhưng lại không dám làm. Trước giờ dù là vài gia tộc lớn, tông môn lớn cũng từng chịu rất nhiều sự đối xử bất công nhưng không ai dám công khai phản kháng. Nhưng Tiêu Chính Văn đã phá vỡ quy tắc này. Anh khiến các thế lực ngoài lãnh thổ đều thấy được một tia hy vọng kháng cự. Dù sao bất kể là ai, dù là một dân thường cũng có tôn nghiêm của mình, sao có thể dễ dàng cho phép người khác dẫm đạp lên mình. Tiêu Chính Văn quay sang nói với mấy người Tần Lương Ngọc, mọi người ăn chút gì đó trước đi. Tần Lương Ngọc gật đầu, Trần Huy Tổ cũng đành đứng lên đi theo Tần Lương Ngọc ra ngoài. Tiền bối Bàng, không biết quán ăn nơi này ở đâu nhỉ, Tần Lương Ngọc hỏi Bàng Đức. Thật ra người vào ở trong phủ động thiên hoa hầu hết đều tập trung tinh thần vào việc tu luyện, dù sao đất thánh ngoài lãnh thổ chỉ có nhiêu đó thôi, hơn nữa đều bị các thế lực lớn độc chiếm. Bình thường chỉ có mấy thế tử của các thế lực lớn đó mới có thể được hưởng đãi ngộ tu luyện ở đất thánh. Thế nên yêu cầu với ăn uống không cao như vậy. Bàng Đức chỉ về hướng Tây Bắc nói, bên kia có vài quán khá ngon, mọi người có thể đến đó thử xem. Cảm ơn. Tần Lương Ngọc chắp tay với Bàng Đức, sau đó dẫn mọi người đi về hướng Tây Bắc. Yên tâm đi, nếu Long Vương đã nói muốn báo thù giúp ông thì sẽ có ngày trả được mối thù của nhà họ Trần, Long Hình vỗ vai Trần Huy Tổ nói. Thật ra ba vị Long Tôn cũng đều có xuất thân lận đận, anh em trong Điện Thần Long cũng có không ít người đều là trẻ mồ hôi không cha không mẹ. Mấy người như họ có ai không có thâm thù đại hận đâu. Mà từ ngày họ gia nhập vào Điện Thần Long, mọi người đều trở thành người một nhà. Cảm nhận được sự quan tâm của mấy người Long Hình với mình, Trần Huy Tổ cũng cảm thấy ấm áp. Thật ra từ trước đến nay Trần Huy Tổ thiếu thốn nhất vẫn là tình cảm của người nhà, trong thế giới ngoài lãnh thổ, lòng người luôn nguội lạnh, dù là người thân họ hàng cũng lạnh nhạt với nhau. Cảm giác đã lâu không cảm nhận được này khiến vành mắt Trần Huy Tổ ươn ướt. Đi đến một thành phố nằm ở phía Tây Bắc. Đập vào mắt là một tòa nhà cao 4 tầng được trang hoàng khá cổ kính nhưng lại không mất đi vẻ xa hoa, trên tấm bia được nạm bằng vàng ghi 4 chữ khá lớn quán rượu nhà Tần. Tần Lương Ngọc chỉ vào đó nói, vào quán này đi. Nói rồi mấy người Tần Lương Ngọc đáp xuống thành. Trên đường đi có không ít người đều bước đến chào Tần Lương Ngọc. Chương 4518 dù sao rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy ở trước cửa phủ động thiên hoa. Người có thể khiến đám người Điền Văn nể phục rời đi đều là những nhân vật tầm cỡ đáng để kết bạn. Cho dù họ đến từ thế lực nào, không chừng tương lai có thể trở thành chỗ dựa của mình. Không lâu sau mấy người Tần Lương Ngọc đã đến trước quán rượu, mặc dù trên đường người qua kẻ lại khá sầm uất nhưng trong quán lại vắng lặng, có vài người khác vừa đi vào quán cũng bị chặn lại trước cửa. Thật xin lỗi, hôm nay có một nhân vật tầm cỡ bao trọn nơi này, hay là các vị cứ đến nơi khác. Hôm khác lại đến nhé, một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi nhanh chân bước đến, mỉm cười nói. Không để mấy người Tần Lương Ngọc lên tiếng, trên lầu vang lên một giọng nói lạnh lùng, không cần đâu, để họ lên đi. Nghe thế Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, người nói chính là Điền Văn. Sau khi Điền Văn lên tiếng, người đi trên đường cũng đều đồng loạt tụ tập lại chỗ quản rượu nhà Tần này. Thành chủ Tần, chuyện này, Long Nguyệt do dự nhìn Tần Lương Ngọc. Đã đến rồi thì cứ vào thôi. Nói rồi Tần Lương Ngọc dẫn mọi người đi lên. Vừa lên đến tầng 2, mấy người Tần Lương Ngọc nhíu mày. Chỉ thấy trong cả sảnh lớn ở tầng 2 đều toàn là người đang quỳ dưới đất. Mặc dù nhà họ Tần cũng xem như có thực lực ở trong thành nhưng gặp cậu chủ chiến quốc, nhất là người kế vị như Điền Văn cũng phải hành lễ quỳ xuống. Phục vụ, làm phiền cậu cho chúng tôi một phòng VIP, Tần Lương Ngọc nói với chàng trai phía sau.
Dù sao vừa mới đến nên Tần Lương Ngọc không muốn gây mâu thuẫn gì với Điền Văn, tránh thêm chuyện rắc rối. Phục vụ do dự rồi nói với Tần Lương Ngọc, các vị mời đi bên này. Nói rồi phục vụ dẫn Tần Lương Ngọc đến một căn phòng gần cửa sổ, lúc này đám người Điền Văn đang ở cách vách. Đến khi mấy người Tần Lương Ngọc gọi món ăn, người trong sảnh lớn vẫn còn nghiêm túc quỳ dưới đất, ngay cả chàng trai đem thức ăn lên cho họ cũng phải quỳ xuống khi bước đến trước cửa phòng VIP, sau đó mới cẩn thận bưng món ăn lên. Thấy thế, Tần Lương Ngọc nhíu mày nói, phục vụ, đứng lên đi, cậu làm thế không thấy bất tiện à? Nhưng không chỉ người trong sảnh lớn bên ngoài không động đậy mà phục vụ cũng không dám ngước lên. Đứng lên đi. Long Hình giơ tay ra muốn đỡ phục vụ dậy, nhưng ngay sau đó một sức mạnh vô hình ép Long Hình lùi về sau mấy bước. Hả, sắc mặt Long Hình thay đổi, ánh mắt lóe lên tia sát khí nhìn về hướng cách vách. Sức mạnh vừa rồi đánh từ phía cách vách. Tôi không gật đầu, ai dám đứng lên. Chương 4519 cách vách lại vang lên giọng nói lạnh như băng của Điền Văn. Phòng VIP này là bọn tôi đặt, trong phòng của chúng ta hình như không bị cậu chủ ràng buộc đâu nhỉ. Tôi khuyên các vị tốt nhất đừng gây chuyện vô cớ. Vẻ mặt Tần Lương Ngọc cũng trở nên lạnh lùng, không nhường bộ nói. Bà dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này à? Điền Văn quát một tiếng, sau đó bức tường được làm bằng gỗ lập tức trở thành đống nát vụn. Bức tường bị đánh vỡ. Hai căn phòng sát nhau cũng thông với nhau, anh em Điền Văn và đám người Khổng Tề Thiên lạnh lùng nhìn về phía mấy người Tần Lương Ngọc. Xem ra người Đông Vực các người không có quy tắc gì cả, Erdogan cười nhạo nói. Hai anh em Điền Văn đã nghẹn một bụng tức nãy giờ, lúc này đâu có thể nhịn được nữa. Lúc ở trước cửa phủ Động Thiên Hoa, chính mấy người Tần Lương Ngọc đã khiến đám Điền Văn mất mặt, vừa rồi Điền Văn cho mấy người Tần Lương Ngọc vào trong cũng chỉ là để dạy cho họ một bài học nhớ đời. Hai, đều trách bọn tôi bình thường thiếu quản giáo, để mọi người cười chê rồi. Điền Văn lạnh lùng đứng lên, khí tức quanh người bỗng dâng lên, sát khí trong mắt như có thực thể. Thật ra mấy cái gọi là nhân nghĩa đạo đức của nhà nho chẳng qua chỉ là mấy thứ giống tuếch trước mặt cường giả thôi, chỉ cần đối mặt với kẻ yếu, nhân nghĩa đạo đức gì đó đều bị họ vứt ra sau gáy. Nếu không mấy ngàn năm nay của Hoa Quốc, đám bắt nạt khinh thường nhân dân, ức hiếp con gái cũng sẽ không làm quan chức trong giới chính trị. Lúc này anh em Điền Văn đằng đằng sát khí đứng lên, đã có ý định làm hung dữ với họ. Dù sao với tư cách là cậu chủ chiến quốc, ngoài thân phận cao quý, thực lực của họ cũng không phải là thứ mà đám người Tần Lương Ngọc có thể so bì. Nếu vừa rồi không phải sợ thế lực đằng sau phủ Động Thiên Hoa thì họ đã ra tay đánh đám người Tần Lương Ngọc rồi chứ đâu cần đợi đến bây giờ. Thấy anh em Điền Văn bước đến với cả người đầy sát khí, Trần Huy Tổ lập tức đứng lên chặn trước mặt Tần Lương Ngọc. Nhưng Tần Lương Ngọc lại không thèm liếc nhìn anh em Điền Văn một cái, vẫn thưởng thức trà ngon, bình thản nói, cứ để chúng ra tay đi, tôi muốn chứng kiến uy phong của hai cậu chủ một chút. Nghe bà ta nói thế, sắc mặt Điền Văn lại trở nên u ám, mặt mũi méo mó trợn mắt nhìn Tần Lương Ngọc, bà nghĩ bây giờ vẫn còn là lúc Tiêu Chính Văn còn sống à? Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, để lại cho các người một mạng. Nhưng không nếu cứ tiếp tục có quy tắc như vậy nữa thì tôi sẽ ra tay dạy dỗ các người quy tắc làm người thay Tiêu Chính Văn. Đây đã không phải là lần đầu Tần Lương Ngọc không nể mặt họ rồi, điều càng khiến Điền Văn không thể chịu được là Tần Lương Ngọc còn dám láo xược trước mặt Gaius và Erdogan như thế, đúng là không xem cậu chủ chiến quốc là hắn ra gì mà. Xem Điền Văn hắn là người dễ bị bắt nạt như vậy sao? Mặc dù không thể xem thường thực lực của Tần Lương Ngọc nhưng cũng phải xem thử đang so với ai. Trước mặt cậu chủ chiến quốc, Tần Lương Ngọc không hề có khả năng để so bì. Chương 4520 Điền Văn vừa dứt lời, bầu không khí trên tầng 2 trở nên một ngạt, bí bách. Điền Văn, chỉ cần cậu dám ra tay, tôi có thể đảm bảo người bị đánh ngày hôm nay chắc chắn là cậu, Tần Lương Ngọc không hề sợ nói. Gì cơ, tôi sẽ bị đánh hả? Đúng là nực cười, tôi muốn xem thử ai dám động vào tôi, Điền Văn bật cười nói. Không chỉ Điền Văn đang cười nhạo mà ngay cả Kaius và Erdogan cũng nhìn Tần Lương Ngọc với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. Điền Văn có thân phận gì chứ? Đó là người thừa kế nước Tề đấy. Hừ, đừng nói là Điện Thần Long các người, dù là thành chủ thành thiên khu, chỉ cần dám động vào một đầu ngón tay của Điền Văn, thánh giáo đình tôi cũng không buông tha cho người đó. Kaius cười mỉa đe dọa.
còn gia tộc Xixis tôi nữa, Erdogan cũng nói theo. Thấy Kayus và Erdogan đều ủng hộ mình, Điền Văn cũng càng đắc ý, bật cười nói, nghe thấy rồi chứ. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và các người. Các người nghĩ bốn cậu chủ chiến quốc bọn tôi là người mà các người có thể đắc tội được sao? Nói cho các người biết, giết các người chỉ như nghiền chết một con kiến thôi. Tôi, Điền Văn, thử hỏi tất cả người trong thành thiên khu xem ai dám động vào tôi. Giọng Điền Văn có truyền chân âm vào nên lập tức truyền ra khắp thành thiên khu. Nhưng hắn vừa dứt lời, một vầng sáng cuốn theo sức gió ập đến xoẹt qua mặt Điền Văn. Cú đánh này như bay đến từ chân trời, có vẻ như trưởng gió vô hình vô dạng nhưng cho dù là Điền Văn hay Điền Khải cũng sớm đã có cảnh giác. Nhưng biết rõ trưởng gió đánh tới, họ cũng không xem đó là chuyện lớn gì, dù sao họ cũng đã là cao thủ thiên cảnh rồi. Ít nhất người có thể uy hiếp được họ trong thành thiên khu chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng những người đó sao lại ra tay với họ. Chỉ là sau khi cú đánh đó đến gần, anh em Điền Văn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngay cả Chaos cũng đổi sắc. Bốp, một âm thanh cực kỳ rõ vang vọng khắp tầng mây. Cú đánh này khiến Long Hình cũng phải thầm bái phục. Một cú đấm vang khá vang, hơn nữa còn cách đến hàng ngàn mét, không chỉ đánh rất chuẩn xác mà còn có thể khiến Điền Văn và Điền Khải đỡ lấy cú đánh trông cực kỳ bình thường này bằng mặt của họ, có thể nhìn ra thực lực của đối phương không hề thấp. Mặt Điền Văn và Điền Khải lập tức in hẳn một dấu tay đỏ ửng. Có thể thấy được đây chắc hẳn là một bàn tay thon dài, mảnh khảnh từ dấu tay trên mặt hai người kia, hơn nữa vì dùng lực khá đều nên năm ngón tay cũng cực kỳ rõ nét. Cú tát này đánh lên mặt hai người họ, không bị thương gì nghiêm trọng nhưng lại đang sỉ nhục hai người. Chương 4521 dù sao Điền Văn cũng là người thừa kế nước Tề, Điền Khải lại là con của vương thất nước Tề, với thân phận của họ. Ai lại dám đánh hai người trước mặt nhiều người vậy chứ? Cú tát này là quà gặp mặt tặng cho các người có ý kiến gì không? Một giọng nói vang lên, chỉ thấy ở phía đằng xa một người phụ nữ xinh đẹp như tiên bay đến. Người phụ nữ vừa xuất hiện ngay cả những người vây quanh bên dưới đều ngơ ngác. Nếu nói thế giới này có một kiểu xinh đẹp có thể khiến tất cả đàn ông nghiêng ngả thì người phụ nữ này là đại diện cho cái đẹp đó. Sự xinh đẹp của cô ta đã không thể miêu tả bằng từ nghiêng nước nghiêng thành nữa, mà là cái đẹp khiến người ta cả đời không thể quên, khiến người ta nhung nhớ cả ngày lẫn đêm. Người phụ nữ mặc bộ đồ trắng cổ trang, vải mỏng màu hồng nhạt tung bay trong gió, đôi mắt dạng người ẩn chứa vẻ quyến rũ lòng người. Khi đến trên bầu trời quán rượu nhà Tần, người phụ nữ mới thả chậm bước chân đáp xuống. Cô ta nở nụ cười khinh thường và xem thường, đôi mắt liếc nhìn đám người Điền Văn. Phía sau cô ta còn có Ngụy Vinh Kỳ và hai thị vệ kim giáp. Chaos nuốt nước bọt, cúi đầu xuống, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đừng thấy người phụ nữ trước mặt đẹp như tiên mà lầm, vùng ngoài lãnh thổ có ai mà không biết cô ta giết người không chớp mắt. Một khi khiêu khích cô ta thì chính là ác mộng cả đời. Dù là thánh giáo đình hay gia tộc Xixis cũng không dám đắc tội. Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, anh em Điền Văn toát cả mồ hôi hột. Người phụ nữ này không ai khác chính là Ngô Thiên Hoa. Ngay cả Khổng Tề Thiên khi nhìn thấy Ngô Thiên Hoa cũng vô thức kéo giãn khoảng cách với anh em Điền Văn. Người phụ nữ này quả thật rất khó đối phó, quan trọng cô ta là người thân của Ngô Khởi, đắc tội với người này, Ngô Khởi chắc chắn sẽ mở đại hội tàn sát. Đó là một người tàn nhẫn có thể tàn sát cả vợ và con gái của mình, so với mấy kẻ âm mưu nham hiểm như nhà họ Khổng thì đó là một sự tồn tại gần như biến thái. Bị vả vào mặt nhanh như thế sao, Tần Lương Ngọc mím môi cười. Không phải nói chứ cú tát lúc nãy đánh cũng chuẩn xác ghê, ngay cả năm ngón tay cũng thấy rõ mồn một. Nếu là ở thế tục của bọn tôi, chỉ cần Điền Văn đến sở cảnh sát báo án, chỉ dựa vào dấu vân tay có thể phá án trong vòng một ngày đó, Long Hình cũng chế giễu nói. Long Nguyệt cười mỉa nói, chẳng phải vừa rồi anh em họ còn nói muốn thay Long Vương dạy chúng ta làm người sao? Sao vậy? Còn chưa ra tay đã bị người khác dạy dỗ rồi cơ à? Không chỉ là thành chủ Tần, ngay cả bọn tôi cũng sẽ không đánh trả, hai cậu chủ đừng khách sáo, nếu bọn tôi chớp mắt thì không được tính là người điện thần Long nữa. Long Hình và Long Nguyệt cũng rót thêm chân âm vào giọng của mình, lập tức truyền đi khắp cả thành thiên khu, mọi người đều nghe rất rõ, lúc này anh em Điền Văn đã cực kỳ khó xử.
Chương 4522 chỉ trong thời gian mấy câu đơn giản, Ngô Thiên Hoa đã xuất hiện trong phòng VIP. Các người đừng sợ, hôm nay tôi không muốn giết các người, chỉ thu một chút lợi ích từ các người thôi. Nói rồi ánh mắt Ngô Thiên Hoa lóe lên tia tia sáng, nhưng ngay sau đó chỉ thấy cô ta phất nhẹ tay áo, hai luồng sức mạnh bay ra. Bốp bốp bốp, lần này không phải là anh em Điền Văn bị đánh, ngay cả Kaius và Erdogan cũng bị cô ta dứt khoát cho hai bạt tai. Hừ, hai người mà cũng xứng tự gọi là cậu chủ à, đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Tôi cứ nghĩ các người đã đột phá thiên cảnh thì mở lòng một chút, nhưng bây giờ xem ra người bên nhà họ Khổng không phải là tiểu nhân thì chính là đê hèn. Cô ta nói thế, Ngụy Vinh Kỳ cười nhạo sải bước đi vào phòng VIP. Lúc này anh em Điền Văn không dám thở mạnh. Họ đã chắc chắn Ngụy Vinh Kỳ sẽ đến nên cố ý tránh khỏi đoàn xe của nước Ngụy, còn chạy đến quán rượu nhà Tần Bao chọn chỗ này. Nhưng không ngờ vẫn đụng phải Ngụy Vinh Kỳ. Điều này chứng tỏ Tần Lương Ngọc đã tiết lộ tung tích của họ cho đám người Ngụy Vinh Kỳ. Họ không dám nổi giận với Ngô Thiên Hoa nhưng lại nhìn sang Tần Lương Ngọc với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Lúc trước đã từng cảnh cáo các người sẽ bị đánh đấy thôi nhưng các người lại không nghe, còn dám công khai nói lớn tiếng, đây chính là chỗ sai của các người, Tần Lương Ngọc khẽ cười nói. Bà dám hại bọn tôi. Điền Văn nghiến răng, đôi mắt toát ra sát khí nhìn chằm chằm Tần Lương Ngọc. Lời bà ta nói đã quá rõ ràng rồi, sở dĩ Ngô Thiên Hoa có thể tìm được họ là do Tần Lương Ngọc gửi thư báo, đây là đang công khai thừa nhận trước mặt họ. Sao hai cậu chủ không nhận thức được đạo lý quan trọng như thế? Chuyện đã đến nước này các cậu nên nghĩ làm thế nào để sống sót kia. Cô gái này chỉ nói không giết các cậu nhưng không nói các cậu sẽ không bị tàn phế. Tần Lương Ngọc bưng tách trà lên nhấp một hớp, khẽ cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Nghe thế anh em Điền Văn hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Tần Lương Ngọc nói không sai, Ngô Thiên Hoa chỉ nói không giết họ nhưng không nói sẽ không khiến họ đứt tay gãy chân. Thấy anh em Điền Văn sợ đến mức mặt không còn giọt máu, Ngụy Vinh Kỳ khinh thường cười nói, các người yên tâm, hôm nay chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, nhưng tương lai giữa chúng ta vẫn còn dài. Chúng ta cứ từ từ thanh toán món nợ đó, chắc chắn sẽ để hai người hài lòng. Nói rồi Ngụy Vinh Kỳ và Ngô Thiên Hoa đứng lên đi ra khỏi phòng VIP. Tần Lương Ngọc đặt tách trà xuống, đứng lên đi ra ngoài. Đám người Điền Văn vừa định đuổi theo. Ngô Thiên Hoa lạnh lùng nói, các người đã trúng phải trận pháp nhiếp hồn của tôi, ngày sau của chúng ta còn dài, mong hai cậu chủ phải giữ sức khỏe, đến lúc đó đừng để tôi thất vọng. Chương 4523 nếu không nước Tề cách xa ngàn dặm sẽ bị xóa sổ. Cái gì, trận pháp nhiếp hồn, lòng Điền Văn và Điền Khải trùng xuống, ngay cả họ cũng không biết trúng kế của Ngô Thiên Hoa từ lúc nào, hơn nữa trận pháp nhiếp hồn này cực kỳ thâm độc, sẽ từ từ ăn mòn thần hồn của con người. Cho đến khi bị giày vò đau đớn đến chết. Đây cũng là một trong các thủ đoạn đáng sợ nhất của Ngô Thiên Hoa, trước đó từng có cao thủ thiên cảnh cấp 2 vì chúng phải trận pháp nhiếp hồn của cô ta mà khi chết vô cùng thảm thương, cuối cùng thậm chí còn tự chém đầu mình để kết thúc nỗi đau đớn. Tần Lương Ngọc sải bước đến trước cửa phòng VIP, đột nhiên xoay người lại nói với anh em Điền Văn, hai cậu chủ, nếu còn không ra tay thì chúng tôi phải đi rồi. Lúc này, hai anh em Điền Văn đâu còn có thời gian rảnh quan tâm đến Tần Lương Ngọc. Chúng trận pháp nhiếp hồn của Ngô Thiên Hoa cũng không phải là một việc nhỏ, nghĩ đến cái chết cực kỳ đau đớn, hai người họ đều lạnh cả sống lưng. Nhìn thấy đám người Tần Lương Ngọc nghênh ngang đi ra khỏi quán rượu nhà Tần, mọi người vây xem xung quanh lần lượt nhìn họ bằng ánh mắt sùng bái. Đây chính là lần thứ hai trong một ngày, họ sỉ nhục cậu chủ chiến quốc trước mặt mọi người, hơn nữa còn không tổn hại một cọng lông sợi tóc nào. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù Tiêu Chính Văn không còn nữa, nhưng không thể khinh thường Điện Thần Long. Cho dù tôi có chết, cũng tuyệt đối không để cho các người sống yên ổn. Khí tức xung quanh Điền Văn đột nhiên thay đổi, vung thanh kiếm dài bay thẳng đến sau lưng Ngô Thiên Hoa và Ngụy Vinh Kỳ, chém ra nhát kiếm kinh thiên động địa. Một luồng ánh sáng mang theo sức ép, lao thẳng về phía Ngô Thiên Hoa. Kiếm quang gần như ngay lập tức xuyên qua vạn dặm, tạo nên chấn động lớn ở trên không trung. Ngô Thiên Hoa chỉ khẽ vung lên ống tay áo, trong phút chốc, năng lượng kiếm khí cuồng bạo biến mất không còn tăm hơi. Dám ra tay với chị đây, cậu còn quá yếu. Nhưng tôi rất thích nhìn bộ dạng chật vật giãy giụa của cậu, quá thê thảm,
Ngô Thiên Hoa để lại cho mọi người một nụ cười mê hoặc chúng sinh, rồi chân đạp ánh sáng rời đi. Nhìn bóng dáng đã đi xa của Ngô Thiên Hoa, khuôn mặt của Điền Văn như thể sắp chảy nước. Sở dĩ vừa rồi bọn họ không dám ra tay, là vì lo lắng mình sẽ chết dưới tay Ngô Thiên Hoa. Tuy nhiên, không ai ngờ người phụ nữ độc ác này lại thực sự thi triển trận pháp nhiếp hồn trên người bọn họ. Chạy đi đâu hả? Bóng dáng Điền Khải chợt lóe lên, lập tức đuổi theo sau. Nhưng người mà hắn đuổi theo lại là đám người Tần Lương Ngọc, không phải là Ngô Thiên Hoa. Chương 4524 Điền Khải và Điền Văn khác nhau, hắn không phải người kế vị của nước Tề, đắc tội không nổi với Ngô Thiên Hoa, chỉ cần hắn dám ra tay với Ngô Thiên Hoa thì có thể bị chém chết tại chỗ. Nhưng Tần Lương Ngọc lại không phải như vậy, chưa kể đến việc hại hắn bị nhục nhã trước mặt mọi người hai lần, còn hại hắn trúng trận pháp nhiếp hồn của Ngô Thiên Hoa, nếu cứ để Tần Lương Ngọc bình yên rời đi, sao hắn có thể cam tâm được chứ? Nhưng khi hắn đuổi theo ra khỏi quán rượu nhà Tần, bóng dáng của đám người Tần Lương Ngọc còn đâu nữa? Sau khi tìm kiếm xung quanh một lúc lâu mà không có kết quả, Điền Khải cũng chỉ có thể trở về phòng VIP với sắc mặt u ám. Giết không được Ngô Thiên Hoa, cũng phải kéo Tần Lương Ngọc làm đệm lưng cho chúng ta, mắt Điền Khải toát ra sát khí ngùn ngụt. Tần Lương Ngọc đã gián tiếp lấy đi mạng sống của cả hai người bọn họ. Tuy rằng người ra tay là Ngô Thiên Hoa, nhưng nếu không có Tần Lương Ngọc thì sao Ngô Thiên Hoa có thể tìm được tung tích của bọn họ? Chỉ cần Ngô Thiên Hoa kích hoạt trận pháp nhiếp hồn thì bọn họ đều có khả năng chết một cách vô cùng thê thảm bất cứ lúc nào. Nó giống như có một quả bom hẹn giờ quấn vào người, điều đáng sợ không phải là giây tiếp theo quả bom sẽ phát nổ, mà là không biết khi nào nó sẽ nổ. Loại tra tấn tâm lý này gần như có thể khiến người ta hoàn toàn phát điên. Trước đây, bọn họ còn nghĩ rằng Ngụy Vinh Kỳ sẽ không trả thù bọn họ ở thành Thiên Khu, nhưng bây giờ xem ra bọn họ đã đoán sai. Bởi vì Ngụy Võ Hầu chết, nước Ngụy đã hoàn toàn bị chọc giận. Thậm chí không màng đến mặt mũi của thành Thiên Khu, cũng phải ra tay. Chẳng trách bọn họ lại không hề sợ hãi, hóa ra là có quan hệ với Ngụy Vinh Kỳ, sắc mặt Điền Văn u ám nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết như thế thì sau khi Tiêu Chính Văn chết ở Minh Hà, lẽ ra phải nhổ cỏ tận gốc, Điền Khải tức giận không thôi, nếu xử lý Điện Thần Long sớm hơn một chút thì bây giờ làm gì có nhiều rắc rối như vậy. Diệt trừ bọn chúng cũng không phải là việc khó, theo tôi được biết, Vạn Kiếm Cốc đã tuyên bố lần tranh đoạt khí vận lần này, không ai được phép cử cao thủ thiên cảnh lên sàn đấu. Đến lúc đó, nếu chúng ta nhằm vào bọn chúng, cho dù Tần Lương Ngọc mọc ra cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, Chaos ở bên cạnh đột nhiên nói. Những gì xảy ra với anh em Điền Văn, cũng là hồi chuông cảnh báo với Chaos. Đám người ở Điện Thần Long, không chỉ Tiêu Chính Văn có sức uy hiếp lớn, ngay cả đám người Tần Lương Ngọc cũng không phải là loại người dễ đối phó. Trước khi bị đám người Tần Lương Ngọc bày mưu tính kế, hắn phải ra tay trước để chiếm lợi thế, diệt trừ mầm họa về sau. Nếu chúng ta mạo muội ra tay thì chẳng phải sẽ đắc tội với cả Vạn Kiếm Cốc nữa sao, Điền Văn liên tục lắc đầu nói. Thực ra, chúng ta không nhất thiết phải tự mình ra tay, chúng ta cũng có thuộc hạ của nhà mình. Chỉ cần chúng ta tìm được một vài thuộc hạ mạnh hơn ra tay thì giết bọn chúng cũng không phải việc khó. Erdogan nham hiểm cười nói. Với tư cách là cậu chủ chiến quốc, chưa nói đến 3.000 môn khách của Điền Văn, bên cạnh Erdogan và Chaos đều có cao thủ ẩn giấu. Chỉ là những cao thủ này ngày thường không xuất hiện, chỉ có thời điểm quan trọng mới có thể điều động. Có điều, giết chúng thì được nhưng khi chúng ta tranh đoạt khí vận thiên khu, không thể để những thuộc hạ này ra tay. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào tình huống khó xử. Chaos nghiêm túc nói. Chương 4525 sở dĩ bọn họ bắt tay hợp tác với nhau, thật ra chỉ vì lợi ích mà thôi. Ngay cả giữa Khổng Tề Thiên và hai anh em Điền Văn đều có mâu thuẫn không thể hòa giải, huống hồ Erdogan và Chaos không nằm trong thế lực của nhà họ Khổng. Đương nhiên rồi, nhà họ Khổng chúng tôi chỉ nhằm vào Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long do một tay hắn gây dựng. Khổng Tề Thiên nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này mới nói lời chính nghĩa. Nhưng với nhân phẩm đê hèn của nhà họ Khổng, ông ta càng nói như vậy, trên mặt Erdogan và Chaos càng thêm vẻ nghi ngờ. Hai vị có thể yên tâm, nhà họ Khổng chúng tôi sẽ không bao giờ có những hành động thái quá trước khi mọi chuyện được làm rõ ràng phải trái. Huống hồ, cùng lúc đắc tội với hai nhà các cậu cũng cực kỳ bất lợi với nhà họ Khổng chúng tôi, Khổng Tề Thiên lại giải thích lần nữa. Được rồi.
nếu ông Khổng đã nói vậy thì chúng tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp các người diệt trừ đám người Tần Lương Ngọc. Đến lúc cần thiết, chúng tôi thậm chí có thể đích thân ra trận, giúp hai vị lấy đầu bọn chúng. Chaos quay đầu nhìn về phía hai anh em Điền Văn, rồi nói. Nhưng theo cách nói của Hoa Quốc các người, mọi việc đều phải có qua có lại mới toại lòng nhau, Erdogan quét mắt nhìn về phía đám người Điền Văn. Cho dù thế nào cũng không thể giao đế khư cho các người, nếu không, tôi giải thích với các quốc gia đông vực thế nào đây? Cho dù bán nước, cũng phải bán trong bóng tối, bằng không, sao có thể lãnh đạo toàn bộ đông vực, Điền Văn đanh mặt nói. Cho dù bản thân không còn sống được bao lâu, cũng tuyệt đối không được hủy hoại thanh danh của nước Tề, càng không thể để thiên hạ nhìn thấy bộ mặt thật của nhà họ Khổng. Nếu không, họ sẽ trở thành tội đồ trong gia tộc, cho dù có xuống âm tào địa phủ, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên. Ý của các người là chúng tôi ra tay giết người thay, mà các người lại không muốn bỏ ra bất cứ thứ gì à? Chaos tỏ vẻ bất mãn, lạnh lùng chất vấn. Không, đương nhiên chúng tôi sẽ đưa. Theo tôi được biết, thánh giáo của các người không phải rất coi trọng nguyện lực sao? Chúng tôi có thể tặng nguyện lực của Hoa Quốc cho các người, Điền Văn hờ hững nói. Nực cười, các người tặng nguyện lực cho chúng tôi ư, Erdogan thấy hơi chướng tai. Điền Văn thực sự cho rằng họ là những kẻ ngốc sao? Toàn bộ Hoa Quốc đều coi trọng đạo gia, ai sẽ tín ngưỡng cái gọi là thần của bọn họ chứ? Còn không đơn giản sao? Cứ truyền nó lại cho những tông môn nhỏ. Động tay chân một chút, thêm vào trận phổ những thứ mà các người gọi là thượng đế. Thế hệ trẻ căn bản không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào cả đâu. Cũng giống như trong sách từng viết, kẻ thù giết cha được miêu tả thành một người tài đức vẹn toàn, không khó để đứa trẻ nhận giặc làm cha. Khổng Tề Thiên nói đến đây, nở một nụ cười tự mãn. Đây chính sở trường của nhà họ Khổng, ngay từ khi Khổng Khư viết nên trang sách đó thì nhà họ Khổng đã quá am hiểu chuyện này. Nghe Khổng Tề Thiên nói vậy, ánh mắt của Erdogan và Chaos không khỏi bừng sáng. Chương 4526 theo như thành ý của ba vị, chúng tôi cũng bằng lòng đưa ra một phần đại lễ. Nhà Nho không phải rất để ý đến thanh danh sao? Thế này đi, thuộc hạ của chúng tôi sẽ giết Tần Lương Ngọc, sau đó các người lại trở tay giết thuộc hạ của chúng tôi để báo thù bà ta. Như vậy, toàn bộ thế gia ở Đông Vực đều sẽ ca ngợi công đức của các người. Chaos ngưỡng mặt cười to. Thuộc hạ đối với bọn họ rất quan trọng, nhưng so với nguyện lực lấy không hết, dùng không cạn mà nói thì tính mạng của mấy thuộc hạ không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên rất thẳng thắn, Điền Văn mỉm cười nham hiểm, trên mặt cũng lần nữa hiện ra vẻ hào hứng. Lương tâm của các người thực sự không đau đớn khi làm vậy sao? Erdogan liếc xéo Chaos và Khổng Tề Thiên. Một người phản bội đất nước của mình. Người kia lại dứt khoát quyết đoán bán đứng thuộc hạ của mình giống như ném đống rác rưởi. Lương tâm bán được bao nhiêu một cân? Hơn nữa, vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ là nơi cá lớn nuốt cá bé, ai có nắm đấm mạnh thì có thể chi phối sự sống và cái chết của người khác. Khổng Tề Thiên nâng ly rượu lên, ngưỡng mặt cười lớn. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhận được tin từ Võ Anh Hào rằng cái chết của Đế Tuấn năm đó cũng có liên quan mật thiết đến âm phủ. Mà kẻ khởi xướng đằng sau là Minh Hà. Cái gì, cái chết của Đế Tuấn có liên quan đến Minh Hà ư? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn vô cùng bất ngờ. Đế Tuấn là một nhân vật đỉnh cao được ghi chép trong lịch sử Hoa Quốc. Khi đó, ông ta dẫn dắt Hoa Quốc, vùng lên giữa các nền văn minh, thậm chí còn lập nên cái gọi là tiên cảnh. Có thể nói, vào thời kỳ hoàng kim của Đế Tuấn, Hoa Quốc đã từng càn quét thiên hạ. Bất cứ nền văn minh cổ đại nào khi nhắc đến Đế Tuấn đều tràn đầy sự tôn kính và sợ hãi, thậm chí vùng đất Hoa Quốc còn được mọi nền văn minh cổ đại coi là thánh địa của loài người. Nhưng nhân vật anh dũng có thể lãnh đạo thiên thu vạn đại này lại bị Minh Hà và âm phủ liên thủ bày mưu tính kế. Thực ra chuyện này đã từng được đồn đại từ ngàn năm trước, nhưng các bên đều coi những tin đồn này là giả. Thật không ngờ, Đế Tuấn lại thật sự chết dưới tay Minh Hà. Ngay cả Bàng Đức cũng phải thở dài. Cả nhà họ Hạng, nhà họ Doanh, thậm chí là nhà họ Cơ của Chu Vương Thất đều là dòng dõi của Đế Tuấn. Nhưng về sau, Đế Tuấn trúng kế của Cơ Phát, cho nên mới dần trở nên xa cách. Nhưng bây giờ xem ra năm đó không chỉ có Võ Vương Cơ Phát âm mưu chống lại Đế Tuấn, mà còn có Minh Hà và âm phủ. Nói cách khác, Cơ Phát được người đời ca tụng công đức, nhưng thực chất lại là kẻ phản bội,
không chỉ bán đứng Đế Tuấn mà còn giúp đỡ Minh Hà hãm hại Đế Tuấn. Thực ra sau trận quyết chiến với một vị cao thủ vùng ngoài vũ trụ, Đế Tuấn đã bị nội thương. Sau đó, lại bị vài cao thủ của Chu Vương thất bao vây tấn công. Mặc dù trong trận chiến đó, Đế Tuấn đã thắng một cách bi thảm, nhưng ông ta cũng bị Tơ U Minh đả thương. Kể từ đó, vết thương của Đế Tuấn ngày càng trở nên nghiêm trọng, dần dần, ông ta cũng mất đi quyền thống trị của mình đối với thần tộc, tức là các tộc cổ đại của Hoa Quốc. Chương 4527 từ đó, Đế Tuấn mới chính thức bị truất ngôi thần vương. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn thở dài. Thực ra từ hàng chục nghìn năm trước, vùng ngoài vũ trụ đã có một trận chiến lớn với địa cầu, cả thủy thần Cộng Công và hỏa thần Trúc Dung đều đã bỏ mạng trong trận chiến này. Nếu vùng ngoài vũ trụ thắng trong trận chiến đó, thì loài người trên địa cầu đều sẽ trở thành nô lệ cho vùng ngoài vũ trụ. Thậm chí có thể trở thành chất dinh dưỡng cho các cao thủ ở vùng ngoài vũ trụ. Chính sự xuất thế của Đế Tuấn đã ngăn vùng ngoài vũ trụ với địa cầu, khiến các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ vẫn chưa thể chạm vào địa cầu cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng công lao của ông ta đã bị Khổng Khưu xóa hoàn toàn khỏi sử sách, rất nhiều sự tích của Đế Tuấn đều được đứng tên Võ Vương Cơ Phát và Văn Vương. Kể từ đó, ngay cả con cháu Hoa Quốc cũng không còn nhớ đến một nhân vật vĩ đại như Đế Tuấn nữa, mà thay vào đó là tôn thờ Võ Vương Cơ Phát. Nghe Bàng Đức kể lại, Tiêu Chính Văn liên tục gật đầu. Chẳng trách nhà họ Võ luôn đối đầu với nhà họ Khổng. Lúc đó ông ta đã bị thương nặng, sao có thể trấn áp các cao thủ bên cạnh Võ Vương? Nói cho cùng, Đế Vương mang danh Thần Vương, người dám khiêu chiến với Thần Vương chắc chắn không phải kẻ nhàn rỗi. Vì vậy, Tiêu Chính Văn mới hỏi những nghi ngờ trong lòng mình. Thực ra, lý do Đế Tuấn có thể giành chiến thắng, cuối cùng phải kể đến một người khác, đó là Hạo Thiên Sáng Thế. Bàng Đức nói tiếp. Hạo Thiên Sáng Thế, chẳng phải ông ta là người Âu Lục sao? Tiêu Chính Văn hỏi. Tiêu Chính Văn đã tìm hiểu về một số bí mật thời cổ đại trong Thiên Sơn Thư Lục. Âu Lục thời xưa luôn bị Hoa Quốc coi như trâu ngựa, nuôi để lấy sức lao động. Có thể nói Hoa Quốc chưa từng coi người Âu Lục như đồng loại, vì vậy mới lấy tên những loài dã thú thời xưa đặt tên cho bọn họ. Nói cách khác, người Âu Lục trong mắt người Hoa Quốc lúc bấy giờ chỉ là súc vật chứ không phải con người. Thực ra Hạo Thiên Sáng Thế không phải người Âu Lục, mà là con cháu Hoa Quốc. Nhưng tổ tiên của ông ta không phải Cơ Thị hay Hạ Vũ, mà là Viêm Đế. Ông ta sinh ra trong nhất tộc Thái Hạo, là con nối dõi của tổ sư Hạo Thiên ở Hoa Quốc. Bàng Đức đương nhiên biết rất rõ về những chuyện thời cổ đại. Ông ta là người của nhất tộc Thái Hạo. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là lý do vì sao trụ sở chính của phái Quang Minh ở Âu Lục. Nhưng Hạo Thiên Sáng Thế lại luôn âm thầm giúp đỡ Long tộc. Còn thu nhận Tiêu Long ông nội của Tiêu Chính Văn vào phái Quang Minh. Thậm chí khi Tiêu Chính Văn suýt san bằng Âu Lục vài lần, nhưng phái Quang Minh và Hạo Thiên Sáng Thế cũng gần như không có phản ứng gì, thậm chí còn có vẻ vui mừng. Chương 4528 Tơ U Minh kia là thứ gì? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Chắc cậu Tiêu cũng đã nhìn thấy thứ này ở Minh Hà. Sợi tơ đen như cây thủy sinh kia thực chất là độc dược mọc lên từ địa ngục vô tận. Cụ thể mà nói, một khi thứ này xâm nhập vào vết thương sẽ khó mà gỡ ra. Cho đến khi bị Tơ U Minh này hút hết linh khí mà chết, cũng không thoát khỏi sự quấy rầy của nó. Nói đến đây, trên mặt Bàng Đức đầy vẻ thê lương. Nếu không phải vì Đế Tuấn chết sớm, thì sao đám phản bội nhà họ Khổng có thể gây loạn khắp nơi như bây giờ? Cậu Tiêu! Cậu có biết lai lịch của phủ động thiên hoa này không? Bàng Đức chuyển chủ đề, hỏi tiếp. Phủ động thiên hoa này như một đại lục lơ lửng giữa bầu trời, vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào đây từng là cung thần vương của Đế Tuấn? Tiêu Chính Văn nói ra cung thần vương trong tiềm thức. Chính xác mà nói đây không chỉ là cung thần vương của Đế Tuấn, mà là thần vương các. Đế Tuấn và những người đi theo ông ta đã sống ở đây hàng chục nghìn năm. Đó là lý do tại sao nơi này được gọi là thánh địa trong thánh địa. Nhưng đáng tiếc là Đế Tuấn và những người đi theo ông ta không còn nữa. Bàng Đức thương tiếc nói. Vậy thì bọn họ đều chết vì Tơ U Minh sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Đúng vậy, Bàng Đức nặng nề gật đầu. Có thể thấy âm phủ và Minh Hà không hề đơn giản. Lúc này, Tiêu Chính Văn phải đối mặt với thế lực của Minh Hà. Dù sao Đế Tuấn cũng chết dưới tay Minh Hà. Điều này đủ để thấy thế lực này không tầm thường.
Cuộc nói chuyện giữa hai người họ khiến Tần Lương Ngọc im lặng một lúc. Dù là Đế Tuấn, Thần Vương hay Minh Hà thì đều quá xa vời đối với bọn họ. Hơn nữa, sự thật hoàn toàn trái ngược với nhận thức của họ. Từ thời Thiên Tần, các thần thoại và truyền thuyết đều lưu truyền về việc Chu Văn Vương và Chu Võ Vương đã cống hiến bao nhiêu, thậm chí Văn Vương còn suy ra 64 quẻ tiên thiên, chỉ giữ lại bát quái. Nhưng trên thực tế, 64 quẻ tiên thiên được truyền từ Đế Tuấn, còn Văn Vương chỉ là học lỏm được mà thôi. Tôi tin thành chủ Tần cũng khó mà chấp nhận sự thật này trong chốc lát. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến nhiều bí mật từ thời cổ đại, không thể để người đời sau biết được. Chỉ có người cấp bậc hoàng đế mới biết được phần chìm của tảng băng. Lời này của Bàng Đức lập tức hóa giải được nút thắt trong lòng đám người Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc rất có cảm xúc về điểm này. Hỏi ngẫu nhiên một ai đó trên đường về những anh hùng lớn, đa số mọi người đều nghĩ rằng Trương Cư Trinh và Viên Sùng Hoán là anh hùng thiên thu. Nhưng thực ra chính hai người họ đã phá hủy trụ cột của Đại Minh. Chương 4529 mọi người chuẩn bị chuyện khí vận thiên khu trước đi. Tôi sẽ đích thân điều tra chuyện Minh Hà, Tiêu Chính Văn nói với Tần Lương Ngọc. Lúc này, trong thành thiên khu vô cùng náo nhiệt, gần như các thế lực đều bày ra con át chủ bài của mình. Đây đã là ngày thứ hai chính thức tranh giành khí vận thiên khu. Ngụy Vinh Kỳ đại diện cho nước Ngụy, Triệu Thắng đại diện cho nước Triệu, Hoàng Yết đại diện cho nước Sở, Khổng Tề Thiên đại diện cho nhà họ Khổng, ngay cả Vi Hào và Thánh Giáo Đình cũng phái đại diện tinh anh đến tham gia. Về phía nước Tề, Điền Văn đã tuyên bố Bằng sẽ từ bỏ trận chiến tranh giành khí vận lần này và Điện Thần Long sẽ thay thế tham gia. Lúc này, trên một đòn đảo treo ở thành thiên khu, sàn đấu và khán đài đã được xây dựng. Nghe nói trên hòn đảo này có trận pháp do Đế Tuấn đích thân thiết kế, vì vậy, cho dù sức công phá mạnh đến đâu thì cũng không hề hư hại. Điền Văn dẫn đầu bước lên khán đài. Gần như toàn bộ ánh mắt ở thành thiên khu đều tập trung ở đó. Đối mặt với đám người trước mặt, Long Hình cũng cảm thấy căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, thế lực các bên bắt đầu lên sàn đấu. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ phía Vi Hào truyền đến, uy lực đáng sợ của Hachiki Orochi lan rộng khắp nơi. Cùng lúc với sức ép cực lớn của Hachiko Orochi, một luồng khí đáng sợ khác cũng đến từ hướng của gia tộc Zisis. Cùng với sự xuất hiện của hai luồng khí tức đáng sợ này, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi rõ rệt. Hachiko Orochi và gia tộc Zisis đang muốn làm gì vậy? Không lẽ họ còn dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, công khai cướp đoạt khí vận thiên khu? Hừ, đừng nói đến những người khác, riêng cửa ải Vạn Kiếm Cốc, bọn họ cũng không thể vượt qua. Lúc này, toàn bộ thành thiên khu đang sôi sục, khuôn mặt Điền Văn biến sắc, Điền Khải cũng nhíu mày. Trước đây Hachiko Orochi đã giúp Điền Khải, nhưng chỉ là suy nghĩ đến lợi ích nên tuyệt đối sẽ không tỏ ra Hachiko Orochi và Điền Khải cùng đứng chung một chiến hào. Hachiko, ông làm như vậy là có ý gì? Điền Khải ngẩng đầu nhìn Hachiko Orochi, lạnh giọng hỏi. Ngay cả Hachiko Orochi cũng đích thân đến rồi, những người khác căn bản không có cơ hội cạnh tranh. Hừ, tôi sẽ không tranh cướp khí vận thiên khu đâu, nhưng những thế hệ trẻ của Vi Hào đều bị kẻ khác hãm hại. Vì vậy, tôi phải đích thân đến để làm trọng tài. Các cậu chủ ở đây đều đã đạt đến thiên cảnh, nếu lỡ ra tay thì ai sẽ đối thủ của các cậu? Tôi chỉ vì hai chữ công bằng mà thôi. Hachiki Orochi cười khẩy nói. Một thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Hachiki Orochi cũng lạnh lùng bổ sung, đúng vậy, người khác có thể đáng tin, nhưng danh tiếng của nhà họ Khổng và nước Tề thật sự khiến người khác không thể yên tâm được. Người vừa nói tên là Takezo. Mặc dù bản thân hắn không nổi tiếng, nhưng có thể đại diện cho Vi Hào đến để tranh đoạt khí vận thiên khu cũng đủ cho thấy thực lực của người này. Ngụy Vinh Kỳ ngồi đối diện hai anh em Điền Văn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hachiki Orochi, cũng không để mắt đến ông ta, hiển nhiên Ngụy Vinh Kỳ cũng có chiêu dự phòng của mình. Chương 4530 có một số chuyện chúng ta cần phải nói với nhau. Đúng vào lúc này, một vị trưởng lão bước ra khỏi đám đông, khi nhìn thấy ông lão, nhiều người rối rít đứng dậy chắp tay vái lại ông ta. Ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng đứng dậy chắp tay, chào ông Thừa. Người này là một trong số những trưởng bối của Đế Vương Các, tên là Thừa Vạn Hưng. Thừa Vạn Hưng khẽ gật đầu với Ngụy Vinh Kỳ, sau đó liếc nhìn mọi người, lớn tiếng nói, trong trận tranh đoạt khí vận của thiên khu lần này,
bất kỳ cao thủ nào thuộc cảnh giới thiên cảnh đều không được tham gia, nếu không người đó sẽ là kẻ thù của đế vương các. Sau khi câu nói này vừa thốt ra, hàng trăm triệu người đang vây xem đều ớn lạnh. Đế vương các của tôi cũng vì muốn công bằng, mong các vị thông cảm. Thừa Vạn Hưng nói xong còn liếc nhìn về phía Khổng Tề Thiên một cách đầy ẩn ý. Ông Thừa nói đúng lắm. Khổng Tề Thiên chắp tay nói với ông Thừa với vẻ mặt khó coi. Cảm ơn ông Thừa đã chủ trì công lý. Tất cả mọi người trên khán đài đều rối rít chắp lại ông Thừa. Với địa vị ở đế vương các của Thừa Vạn Hưng, cũng đủ để thay mặt đế vương các lên tiếng. Hơn nữa, từ trước đến nay, trong mắt các thế lực, ông ta là người công chính, vì vậy, tất cả mọi người đều đồng thanh hô hào. Tuy rằng ông ta chỉ ở đế cảnh cấp 8, rất nhiều môn chủ tông chủ, ngay cả một số thanh niên có trình độ cao cũng không thua kém ông ta về thực lực, nhưng uy thế của ông thực sự quá lớn, những người này hoàn toàn không thể so sánh được. Sau một lúc lâu, ánh mắt ông Thừa chậm rãi nhìn về phía Takezo, còn Takezo lại cố ý tránh né ánh mắt của ông ta. Bên phía Vi Hào đã có kế hoạch của riêng mình, nếu ở đây họ không có thế hệ trẻ đạt đến thiên cảnh, thì ắt sẽ mời thế hệ trước ra. Vì vậy, những lời vừa rồi của ông Thừa, không chỉ nhắm vào đám người Khổng Tề Thiên, mà còn đang cảnh cáo Vi Hào. Hai vị không nên đến thành thiên khu, nếu không, sẽ rất bất tiện, nếu lại để xảy ra tranh chấp nữa thì sẽ không hay cho bất cứ ai. Giọng nói của ông Thừa vang khắp nơi, chẳng mấy chốc, khí tức của Hachiki Orochi và gia tộc Jisis đã lập tức biến mất. Không biết nước Ngụy có đồng ý không? Ông Thừa hiển nhiên là có ý gì đó. Ngụy Vinh Kỳ khẽ gật đầu, nước Ngụy bằng lòng tuân theo lời của ông Thừa. Ông Thừa khẽ gật đầu, chỉ cần cao thủ thiên cảnh không tham gia, cho dù là nhân vật cấp 1 của cậu chủ của chiến quốc ra tay, đế vương các cũng không có ý kiến gì. Vừa nói, ông Thừa lại quay đầu nhìn về phía đám người Tần Lương Ngọc. Nếu Ngụy Vinh Kỳ đích thân ra tay, thì được coi là kết quả tốt nhất, ít ra Ngô Thiên Hoa không ra tay thì có thể đảm bảo không gây ra trận chiến lớn động trời nào. Hơn nữa, với thực lực của Ngụy Vinh Kỳ, muốn dồn đám người Tần Lương Ngọc vào chỗ chết không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó, chỉ cần hắn ra tay, e rằng đám người Tần Lương Ngọc còn không có cả cơ hội đánh trả. Như vậy, dù là đế vương các hay thiên đạo minh ước đều có thể lấy lại thể diện. Thật ra đây cũng là kết quả của cuộc thảo luận bí mật giữa lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng và đế vương các. Ông Thừa, nếu cao thủ thiên cảnh không tham gia vào cuộc tranh đoạt, vậy với tư cách là người đứng đầu của 4 cậu chủ chiến quốc, nếu tôi ra tay sẽ khó tránh khỏi việc bị người khác chỉ trích, do đó hôm nay tôi sẽ không thay mặt cho nước Ngụy ra sân nữa. Ngụy Vinh Kỳ bình tĩnh nói. Chương 4531 ông Thừa khẽ nhíu mày, ngay sau đó, Điền Văn bỗng đứng dậy đi đến trước mặt ông Thừa, thấp giọng nói, ông Thừa, thành thiên khu không có người của nước Ngụy thật sao? Quả thật không có, hơn nữa, ngay cả Ngô Thiên Hoa cũng đã rời khỏi thành thiên khu rồi. Ông Thừa trầm giọng đáp. Sáng sớm hôm nay, Điền Văn đã đi thăm ông Thừa, cảnh tượng vừa rồi, chẳng qua là bọn họ đang diễn kịch mà thôi. Mong mấy người đừng phạm quy. Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía Điền Văn, lạnh lùng nói. Hừ, Ngụy Vinh Kỳ, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ ông Thừa sao? Điền Văn cười chế nhạo nói. Chỉ cần cuộc chiến bắt đầu, sẽ không có quy tắc nào cả, cái gọi là quy tắc, chẳng qua là cho kẻ yếu, còn đối với Điền Văn và nhà họ Khổng mà nói, nó vốn không hề tồn tại. Các vị, tiếp theo đây, tôi phải xác minh tư cách tham gia của mọi người. Nếu người nào không có tư cách tham gia cuộc tranh đoạt khí vận thiên khu mà dám ra sân thì dù là ai cũng sẽ bị giết. Ngay khi ông Thừa vừa dứt lời, nhiều người đã chủ động giao miếng ngọc ra, Tần Lương Ngọc ném miếng ngọc trong tay cho ông Thừa. Sau một hồi lâu, cùng với một luồng sáng lóe thẳng lên trời, trên bầu trời dấy lên cơn gợn sóng. Khi vầng hào quang tỏa ra, một đám mây màu tím thuần khiết lan tỏa. Đó chính là một luồng khí vận của thiên khu. Cùng với sự xuất hiện của khí vận thiên khu, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hẳn. Luồng khí tức kiêu ngạo khinh miệt thế giới ngay lập tức bao trùm tất cả. Ai có thể chiếm được khí vận thiên khu, thì người đó sẽ thống trị vĩnh hằng, bất kể là giới thế tục hay vùng ngoài lãnh thổ, đều phải tôn thờ dưới chân của người này. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chuyển sự chú ý của mình sang khí vận thiên khu khi tia khí màu tím xuất hiện. Chẳng trách tất cả các thế lực đều không tiếc sức để tranh đoạt khí vận thiên khu. So với nó thì khí vận thiên đô thật sự không đáng để nhắc đến, Tiêu Chính Văn lẩm bẩm.
mọi người bên dưới có thể thoải mái khiêu chiến. Nói xong, ông thừa lui tới đến khán đài bên cạnh. Đúng lúc này, Điền Văn đột nhiên đứng lên nói với mọi người phía dưới, trước khi chính thức bắt đầu, tôi có lời này, xin mọi người ở đây đừng để ý. Vừa nói, Điền Văn vừa chỉ về phía những người trong Điện Thần Long nói, Điện Thần Long đại diện cho nước Tề đứng ra chiến đấu, nhưng bọn họ đến từ giới thế tục, cảnh giới và thực lực kém xa so với các vị ở đây. Vì vậy, tôi mới cảnh cáo các vị ở đây, nếu vì tranh khí vận mà không làm tổn hại đến tính mạng con người thì tất nhiên Điền Văn tôi sẽ chẳng có gì để nói cả. Thế nhưng, nói đến đây khuôn mặt của Điền Văn đột nhiên tối sầm lại, hắn nói với giọng đầy hàm ý và đe dọa, kẻ nào dám làm hại đến tính mạng của họ thì kẻ đó chính là kẻ thù của nhà họ Điền tôi và nước Tề. Đến lúc đó, các vị không chỉ sẽ đắc tội với Điền Văn tôi mà toàn bộ nước Tề cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hy vọng mọi người cho Điền Văn tôi chút thể diện và cũng là để lại đường lui cho chính mình. Lời nói này của Điền Văn thật rất oai phong đại nghĩa, thoạt nhìn có vẻ như hắn đang che chở cho tất cả người của Điện Thần Long, nhưng Tần Lương Ngọc lại cười chế mỉa. Đúng là mượn dao giết người, Ngụy Vinh Kỳ khẽ nhếch môi, liếc nhìn Điền Văn bằng ánh mắt kinh thường. Chương 4532 từ sau khi Tiêu Chính Văn chết, ở vùng ngoài lãnh thổ luôn có tin đồn rằng Điền Văn có mâu thuẫn với Điện Thần Long, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt muốn đuổi Điện Thần Long ra khỏi đế khư. Nhưng biểu hiện bây giờ của Điền Văn lại như đang che chở cho người của Điện Thần Long. Lúc này, không ít người bị lừa trước kỹ năng diễn xuất của Điền Văn. Theo tôi biết, mới hôm qua, Điền Văn còn đấu võ mồm với Tần Lương Ngọc. Nghe nói Điền Văn chịu tổn thất lớn, sao chớp mắt đã đứng về phía Điện Thần Long rồi. Đây là chuyện lớn liên quan đến khí vận thiên khu, cho dù trước đây có mâu thuẫn, nhưng dù sao Điện Thần Long cũng chỉ là một tiểu bối đến từ giới thế tục mà thôi. Nói thế nào Điền Văn cũng là người kế vị nước Tề, sao có thể so đo với hậu bối như Điện Thần Long chứ? Lúc này, mọi người trên khán đài cũng bàn tán xôn xao về cảnh tượng xảy ra trước cổng phủ động thiên hoa. Mặc dù nhiều người có thành kiến với nhà họ Khổng và nước Tề, nhưng theo tôi thấy, Điền Văn nhất định là một người có dũng khí. Đúng vậy, cho dù Tiêu Chính Văn còn sống, nhìn thấy cảnh tượng đó, nhất định cũng sẽ tâm phục khẩu phục trước sự độ lượng của Điền Văn. Tôi nghe nói trước đây Tiêu Chính Văn đã yêu cầu Điền Văn giết cận vệ của mình trước mặt mọi người, hai người họ đúng là không phân cao thấp. Nghe mọi người nghị luận, Điền Văn tỏ vẻ giễu cợt. Dù là ở đâu, khi nào, vở kịch của nhà họ Khổng đều chiếm được điểm đạo đức cao nhất, người bình thường sao có thể nhìn thấu được thủ đoạn của hắn. Tôi chỉ nói vậy thôi, có nghe theo hay không đều do mọi người tự quyết định. Điền Khải cũng đứng lên, lạnh lùng nói. Lẽ nào chỉ có nước Tề các người có cao thủ thiên cảnh sao? Chaos lạnh lùng nhìn Điền Văn, hai mắt đằng đằng sát khí. Mặc dù anh là thiên cảnh, nhưng một chọi hai có kết quả thế nào, nhìn qua đã biết. Điền Khải đắc ý cười nói. Nhìn thì có vẻ như anh em Điền Văn đang cố gắng bảo vệ Tần Lương Ngọc. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Trần Huy Tổ cũng khịt mũi nói, mèo khóc chuột. Người có con mắt tinh thường nhìn thoáng qua cũng có thể thấy hai anh em Điền Văn có ý đồ xấu xa. Lời nói vừa rồi chỉ có thể hù dọa một số thế lực nhỏ, còn trong mắt các thế lực lớn, bọn họ làm vậy là đang khiêu khích. Vì vậy, Điền Văn càng buông lời cay nghiệt thì đối phương càng ra đòn mạnh, để khiến Điền Văn không còn đường lui. Nhưng phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của anh em Điền Văn đúng là cao siêu, ít nhất bọn họ cũng lừa được đại đa số những người có mặt ở đây. Không ít người trong giới thế tục đang nhìn vào thiên kính cũng cảm động trước sự kiên cường bất khuất của hai người họ. Chuyện của Điện Thần Long không phiền hai vị cậu chủ phải lo. Chúng tôi có thể tự lo liệu, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Chương 4533 được thôi, nếu các người có năng lực thì bây giờ hãy cử đại diện ra đấu đi, các thế lực khác có thể tùy ý khiêu chiến. Ông thừa lên tiếng. Hiển nhiên, vừa bắt đầu, ông ta đã đẩy Điện Thần Long lên đầu sóng ngọn gió, ý đồ nham hiểm không nói cũng rõ. Thuộc hạ thánh giáo đình, Andrew xin xuất chiến. Ông thừa vừa dứt lời, một người đàn ông cao lớn, tóc đỏ, mặc áo giáp bạc đã tiến lên một bước. Người này không chỉ có vóc người vạm vỡ, mà khí tức xung quanh còn vô cùng mạnh mẽ. Gia tộc Xixis, Cao Rốt xin xuất chiến. Bên phía gia tộc Xixis, một người đàn ông cao như tháp sắt cũng đứng dậy bước ra. Erdogan nhìn Cao Rốt, khẽ gật đầu. Người này là một trong những thị vệ của hắn,
thực lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, hắn đã được kế thừa chân truyền của gia tộc Zisis, tinh thông bất kỳ trận pháp hay bí thuật nào. Hai người này vừa xuất hiện trên võ trường, khán giả bên dưới đều hít sâu một hơi. Hai người họ đều được hai thế lực lớn che giấu nên không hề nổi tiếng. Nhưng vừa xuất hiện đã khiến nhiều người phải nhíu mày. Bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra, khí tức trên người bọn họ ít nhất cũng ở trên cảnh giới đại đế. Thành chủ Tần, hãy để chúng tôi xuất chiến đi. Long Hình và Long Nguyệt lần lượt xin Tần Lương Ngọc cho xuất chiến. Đây là trận đấu đầu tiên, với tư cách là lực lượng chiến đấu cuối cùng của Điện Thần Long, Tần Lương Ngọc không thể xuất chiến ngay trận đầu tiên được. Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu nói, được. Điền Văn nhìn về phía Điện Thần Long, mỉm cười nói, mặc dù trước đây chúng tôi có xung đột với Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao anh ta cũng vì cứu chúng tôi nên mới ra đi, vì vậy, ân oán trước đây cũng coi như xóa bỏ. Hai người đang xuất hiện trên võ trường là hai trong tứ đại long tôn của Điện Thần Long, thực lực không hề tầm thường. Nhưng tôi vẫn muốn cảnh báo mọi người rằng có thể phân thắng thua, không thể phân sống chết. Điền Văn cố ý nhấn mạnh hai chữ sống chết. Đây là lần thứ hai hắn cho mọi người thấy rằng hắn đang bảo vệ Điện Thần Long. Long Nguyệt và Long Hình bước lên võ trường, ngẩng đầu nhìn Cao Rốt và Andrew. Bây giờ, trận đấu chính thức bắt đầu. Ông thừa vừa dứt lời, Cao Rốt đối diện với Long Hình đã ra tay trước. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra trong chốc lát, gần như không cho Long Hình thời gian chuẩn bị, một đạo kiếm khí đã chém thẳng đến cổ Long Hình. Kiếm khí vừa phóng ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đây rõ ràng là khí tức mà cảnh giới đế quân mới có. Chương 4534 không hay rồi. Nhiều người xem đều thốt lên tiếng kinh hô sợ hãi. Cùng lúc đó Andrew cũng tấn công Long Nguyệt. Một cây thánh giá màu đỏ khổng lồ phóng thẳng vào đầu Long Nguyệt. Các người thật vô liêm sỉ. Điền Văn hét lớn, nhưng đây rõ ràng là điều mà hắn đã thương lượng với Chaos từ trước. Biểu hiện tức giận của hắn bây giờ là muốn cho mọi người thấy người của Điện Thần Long không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Mọi người dưới khán đài đều đổ mồ hôi vì Long Hình và Long Nguyệt. Đối thủ của hai người họ đều là cao thủ cảnh giới đế quân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, hai người họ đều ra tuyệt chiêu, không hề cho Long Hình và Long Ngao có cơ hội để thở. Các người dám cử cao thủ cảnh giới đế quân ra ứng chiến. Thật không biết xấu hổ. Điền Khải cũng quát lớn. Ha ha, Chaos chế nhạo, cảnh giới đế quân lẽ nào không phải đế cảnh sao? Ai quy định không được để cao thủ cảnh giới đế quân chiến đấu? Dù sao bọn họ cũng không phải thiên cảnh, như vậy không tính là phá vỡ quy tắc. Hơn nữa đao kiếm vô tình, nên thương vong là điều khó tránh khỏi. Bọn họ một bên hát một bên bè, diễn rất đạt. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là Long Hình và Long Nguyệt lại không hề hoảng sợ. Ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh như thường. Thông thường mà nói, ngay cả đấu với người cùng cấp bậc, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của cao thủ đế quân, bất cứ ai cũng sẽ phải hoảng loạn. Nhưng Long Hình và Long Nguyệt lại bình tĩnh một cách lạ thường. Thậm chí Long Nguyệt còn không thèm liếc nhìn đối phương, mà chỉ đánh một đòn. Đòn này vô cùng bình thường, nhưng lại mang theo sức mạnh mạnh mẽ dung hợp với trời đất. Cùng lúc đó, anh em Điền Văn vẫn đang giả vờ căm phẫn. Đấu võ mồm với Chaos. Tôi nói rồi, bọn họ chỉ là tiểu bối trong giới thế tục, cho dù là thiên tài thì cũng không thể đạt tới tu vi của cảnh giới đế quân trong mấy chục năm ngắn ngủ. Bọn họ, hắn vừa nói được nửa câu đã dừng lại. Long Nguyệt phóng ra một trường, khí tức của cường giả cảnh giới đế quân phóng thẳng lên trời. Cao thủ cảnh giới đế quân. Sao có thể, các người, chẳng phải nói bọn họ là tiểu bối đến từ giới thế tục sao? Sao có thể có tu vi cảnh giới đế quân? Bỗng chốc, không chỉ Điền Văn sững sờ, mà ngay cả những người đang xem trận chiến bên dưới cũng lộ ra vẻ khó tin. Chương 4535 sắc mặt Chaos và Erdogan đều khó coi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Họ cứ nghĩ cao thủ mạnh nhất ở bên cạnh mình chỉ cần đánh là có thể giết chết hết người Điện Thần Long. Nhưng Tần Lương Ngọc còn chưa ra tay, Trần Huy Tổ cũng chưa ra trận. Chỉ là hai long tôn của Điện Thần Long đã có tu vi cảnh giới đế quân rồi, thế này thì còn đánh thế nào được? Ở cùng cảnh giới, thắng thua khó mà dự đoán được. Đúng lúc này Long Hình ở một bên khác cũng như thế, anh ta đánh ra một cú đấm, khí thế cảnh giới đế quân cũng tràn ra.
cho đến lúc này hầu hết mọi người ở đó đều ngạc nhiên trợn mắt há miệng. Ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng nhíu chặt mày chứ đừng nói ông thừa. Lúc này một luồng sáng bắn ra từ trên trời, thoáng chốc hồng ấn đã xuất hiện trên bầu trời thành thiên khu. Thật ra ông ta vẫn luôn đứng ngoài quan sát trận đấu không xuất hiện. Dù sao chỉ là trận đấu giữa lớp trẻ, không đáng để ông ta xuất hiện. Còn ông ta đến đây chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn. Nhưng lúc này khi khí tức của Long Nguyệt bùng phát, ngay cả Hồng Ấn cũng lộ ra vẻ không thể tin được, vẻ kích động trên mặt ông ta đã không thể che giấu. Sao lại thế này, Khổng Tề Thiên cũng sửng sốt. Trước đó ông ta từng tận mắt thấy ba Long Tôn của Điện Thần Long. Mấy tháng trước lần đầu gặp mấy người Long Hình ở thế tục, họ thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới nhân hoàng. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà Long Nguyệt và Long Hình lại có tu vi của cảnh giới đế quân. Hơn nữa khí tức của Long Ngao luôn ngồi trên khán đài, vẻ mặt bình thản cũng tương tự Long Nguyệt, có vẻ như người bình thường nhưng lại không biết thực lực ra sao. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thực lực của anh ta cũng không yếu hơn Long Nguyệt và Long Hình. Dù các thế tử mà thế lực lớn đó dùng thuốc đào tạo ra thì tốc độ tiến bộ cũng bị ba Long Tôn này bỏ ra mấy chục con phố. Dù là đám người Điền Văn cũng phải trải qua mấy ngàn năm mới đi đến bước đường hôm nay. Nói chính xác hơn thì ông ta và đám người Điền Văn vẫn không thể được xem là cao thủ thiên cảnh. Họ cùng lắm chỉ là bán bộ thiên cảnh thôi, nhưng mấy người Long Nguyệt thì sao? Tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến cảnh giới đế quân, hơn nữa hai cảnh giới đế quân vừa mới đầu 20. Theo lẽ thường ở ngoài lãnh thổ, trước 100 tuổi có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng đã là thiên tài xuất sắc rồi, hơn 20 tuổi bước vào hàng cảnh giới đế quân, từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy. Càng đáng sợ hơn là hai người họ cũng là cảnh giới đế quân của đế cảnh cấp 8 chứ không phải vừa mới bước vào cảnh giới đế quân. Dù nhà họ Khổng có cố gắng hết sức bồi dưỡng cũng không thể làm được đến mức này. Hơn nữa Long Nguyệt và Long Hình gần như vừa ra tay đã có thể đẩy trận đấu giành khí vận thiên khu này đến mức quyết liệt. Chương 4536 mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc đến mức rớt cằm vì từng động tác nhỏ của họ. Nghĩ đến đây Khổng Tề Thiên quay sang nhìn đám người Điền Văn và Kaius bên cạnh. Anh em Điền Văn và đám người Kaius cũng đều nhìn sang Khổng Tề Thiên, ánh mắt họ cực kỳ kiên định, ánh mắt đó có nghĩa là dù hôm nay thế nào cũng phải giết hết mấy người Điện Thần Long. Lúc này trong mắt họ, Điện Thần Long không còn là thế lực nhỏ đến từ thế tục trước đây nữa, mà là thế lực có thể sánh ngang với mấy thế lực lớn được lưu truyền từ xa xưa. Lúc này Andrew và Cao Rốt cũng rất ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt họ nhanh chóng tràn đầy sát khí. Hừ, các người chẳng qua chỉ vừa đạt đến đế quân của đế cảnh cấp 8 thôi. Dù các người là đế cảnh cấp 8 cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của tôi. Vừa dứt lời, khí tức xung quanh Cao Rốt và Andrew lại dâng lên lần nữa, nhập thẳng vào đế cảnh cấp 9 đỉnh cao. Họ vẫn luôn là cao thủ được Kaius và Erdogan giấu kỹ nên thực lực không hề yếu. Thậm chí có thể nói hai người họ là người xuất chúng của cao thủ trong cùng cảnh giới. Thậm chí đế cảnh cấp 9 bình thường không là gì khi ở trước mặt họ. Đối mặt với cú đánh của Long Hình, Cao Rốt gần như phớt lờ nó, đánh ra một đường kiếm ảnh màu đen về phía cú đấm của Long Hình. Thấy cảnh này Hồng Ấn nở nụ cười lạnh nhạt, chính vẻ nổi bật của mấy người Long Hình đã khơi dậy hứng thú của ông ta, lúc này ông ta càng mong Long Hình sẽ tạo ra sự đáng kinh ngạc lần nữa. Quả nhiên, kiếm ảnh của Cao Rốt vừa chạm vào cú đấm của Long Hình, hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù là tinh không rộng lớn, kiếm ảnh bóng đen của hắn cũng có thể chém bằng một kiếm chứ đừng nói là người khác. Nhưng nó lại bỗng chốc vỡ tan khi chạm vào cú đấm của Long Hình. Cao Rốt chưa kịp hoàn hồn thì một sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh văng cả người hắn ra xa. Hắn như bị một hành tinh cực lớn đập vào ngực, không thể chịu được lực của đòn tấn công đó. Sức mạnh quá đáng sợ, như thể cả bầu trời đều sụp xuống rồi đập vào người hắn vậy. Phụt, Cao Rốt nôn ra một ngụm lớn, để lại giữa không trung một tia huyết sắc. Cùng lúc đó bên Long Nguyệt cũng không kém hơn là bao. Chỉ một đòn tấn công bình thường nhưng lại đột nhiên bùng phát ra một tiếng như thủy triều khi Andrew chỉ cách vài mét. Trước mắt Andrew như xuất hiện một làn sóng lớn ngàn mét, mà Andrew đứng dưới làn sóng đó lại nhỏ bé đến đáng thương. Không, Andrew hét lên, thấy thủy triều cao hàng ngàn mét sắp ập về phía mình, Andrew như thể cảm nhận được hơi thở chết chóc. Chương 4537 Thế tử, cứu tôi,
Lúc này Andrew đã không còn quan tâm đến thể diện nữa, quay sang hét lên cầu cứu với Caius. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Long Nguyệt chỉ nhẹ nhàng trở tay lại, uy lực như thủy triều đó đã đổ xuống. Thủy triều ập đến, Andrew còn chưa kịp cầu cứu Caius lần nữa thì đã bị thủy triều nhấn chìm, thoáng chốc biến thành vô số mảnh thịt vỡ. Mọi chuyện nói ra thì chậm như thật ra chỉ trong chớp nhoáng. Thậm chí ngay cả những người đứng ngoài nhìn còn chưa kịp phản ứng thì Andrew đã mất mạng. Trước đó cảnh giới của Long Nguyệt quá thấp không thể phát huy được điểm tuyệt diệu của trận pháp này, nhưng qua rèn luyện đã lâu, cộng thêm chỉ dạy của Tiêu Chính Văn, Long Nguyệt đã có hiểu biết thuần thục với trận pháp này. Cộng thêm Long Nguyệt có tu vi đạo cảnh cao hơn cảnh giới võ thuật không chỉ một bậc giống Tiêu Chính Văn, nên thật ra thực lực đã vượt hẳn cảnh giới đế cảnh cấp 9 rồi. Mà lúc nãy Andrew vừa ra tay là đòn chí mạng, cũng hoàn toàn chọc tức Long Nguyệt. Trong tình huống này, Long Nguyệt sao có thể nương tay với hắn? Thế nên Andrew không có cơ hội đánh trả đã chết dưới tay Long Nguyệt. Mọi chuyện khiến người ta bất ngờ, dù là Điền Văn hay Caius cũng không ngờ đường đường là cao thủ đế cảnh cấp 9 mà không đỡ nổi một chiêu của Long Nguyệt. Dù sao cũng không phải có nhiều người có được bí thuật thiên sơn thư lục như Tiêu Chính Văn nên Andrew mới chết vì sự bất cẩn khinh thường địch. Cả không gian lặng im như tờ, một cao thủ đế quân lại chết không toàn thây như vậy. Hơn nữa còn chết trong tay một người mới hơn 20 tuổi. Đừng nói gì họ, ngay cả tách trà trong tay đám người Khổng Tề Thiên cũng nghiêng đổ ra ngoài. Từ khi Andrew bước lên sân đấu đến khi chết trong tay Long Nguyệt cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Bầu trời xuất hiện mưa ánh sáng, hồng quang phản chiếu nửa bầu trời, cao thủ đế cảnh cấp 9 đã chết. Đến lúc này mọi người mới hoàn hồn nhưng Long Hình lại không cho họ thời gian suy nghĩ, chỉ một cú đấm đã khiến Cao Rốt biến thành vô số mảnh thịt giống Andrew. Cùng là một chiêu giết địch, cực kỳ mạnh. Lại một luồng ánh sáng nữa lóe lên, Andrew và Cao Rốt đều đã chết. Đảo huyền không lại rơi vào tĩnh lặng lần nữa, chỉ có Hồng Ấn híp mắt. Hứng thú nhìn Long Nguyệt và Long Hình. Ngoài Hồng Ấn, mọi người đều đang nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, thậm chí đến giờ họ vẫn còn đang sốc. Hai đế quân lại chết cùng một lúc. Chương 4538 đó là cường giả cảnh giới đế quân đấy, từ lúc nào mà cường giả cảnh giới đế quân ngoài lãnh thổ lại rẻ tiền như vậy? Long Hình và Long Nguyệt một trái một phải kiêu ngạo đứng đó, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, suốt trận đạt đến đỉnh cao. Mọi người đều không tin vào cảnh tượng này vì Long Hình và Long Nguyệt đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của một số người. Long Nguyệt và Long Hình không chỉ lội ngược dòng mà còn tung chiêu chết người. Cho dù hai người họ là đế cảnh cấp 8, chỉ kém Andrew và Cao Rốt một cảnh giới nhỏ, nhưng bọn họ mới bao nhiêu tuổi chứ? Cao Rốt và Andrew đã trải qua 5 tháng vô tận, ai cũng từng trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Xét về cảnh giới hay kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ đều hơn hẳn Long Nguyệt và Long Hình. Nhưng kết quả lại bị đối phương hạ gục. Từ khi nào mà giới thế tục lại có nhân vật đáng sợ như vậy? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Từ ngày có vùng ngoài lãnh thổ, giới thế tục đã không còn cao thủ như vậy nữa, ngẫm kỹ lại thì đã hơn vạn năm rồi. Xem ra bây giờ vùng ngoài lãnh thổ còn kém xa so với giới thế tục. Đây chỉ là hai tiểu bối mà đã có sức chiến đấu đáng sợ như vậy rồi. Không thể nào, chắc chắn hai người họ đã che giấu thân phận của mình. Điện Thần Long chỉ là một tổ chức trong giới thế tục, sao có thể tạo ra những cao thủ như vậy? Hầu như mọi người đều không muốn thừa nhận cảnh tượng trước mắt. Không chỉ thực lực của Long Nguyệt và Long Hình khiến bọn họ sợ hãi, mà còn có một loại áp chế mạnh mẽ. Trước đó, có lẽ tài năng của Tiêu Chính Văn quá chói sáng, cho nên không ai chú ý đến người bên cạnh Tiêu Chính Văn. Nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn không còn nữa, lúc mọi người đều cho rằng giới thế tục và Điện Thần Long sẽ bị tàn sát, thì sự xuất hiện của Long Nguyệt và Long Hình lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của họ. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới nhận thức được rằng, cho dù Tiêu Chính Văn còn sống hay không, cũng không có ai dám nhúng tay vào Điện Thần Long hay giới thế tục. Hơn nữa, theo đà phát triển này, Điện Thần Long chắc chắn sẽ trở thành thế lực đáng sợ nhất ở vùng ngoài lãnh thổ. Ngoài sự ngạc nhiên, ánh mắt của nhiều người dần thay đổi. Từ kinh ngạc cho đến chấn động, đến lúc này, ánh mắt của mọi người đã tràn ngập sát khí. Các người dám hành hung trước mặt mọi người. Caius vô cùng tức giận.
Chương 4539 một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Erdogan cũng tức giận bật dậy, uy lực của cường giả thiên cảnh ập xuống. Anh em Điền Văn và Điền Khải đã thay thái độ, gần như làm ngơ trước hành động của Kayus và Erdogan. Hơn nữa, người trước đó đã nhắc lại mấy lần rằng cao thủ thiên cảnh không được tham gia thi đấu là ông thừa cũng im lặng, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Đám người nhà họ Khổng, nước Sở, nước Ngụy, nước Triệu và Thánh Giáo Đình đều thờ ơ trước cảnh tượng này, không ai nói nửa lời công bằng cho Long Nguyệt và Long Hình. Hai người định đích thân chiến đấu sao? Người khác có thể thờ ơ, nhưng người dẫn đầu Điện Thần Long như Tần Lương Ngọc lại không thể để yên được. Bà ta lập tức nhìn lên võ đài, lớn giọng cảnh cáo Kayus và Andrew. Long Nguyệt và Long Hình cũng nhân cơ hội này, điều chỉnh vị trí, đứng đối diện với Kayus và Erdogan. Đấu thì đã sao, Kayus chế nhạo, không hề có ý nhượng bộ. Gã vô cùng tức giận khi đàn em của mình bị giết. Nếu như đã hứa với Điền Văn trước đó, Điền Văn sẽ đích thân ra tay giết đàn em của gã vì lợi ích thì đương nhiên gã sẽ không tức giận. Nhưng lúc này, đàn em của gã lại chết trong tay Long Nguyệt. Gã vô cùng mất mặt. Người có địa vị và thân phận như gã đương nhiên không chỉ có một hai đàn em, nhưng mỗi người đều là một quân cờ trong tay gã. Quân cờ có thể mất đi, nhưng mất đi cũng phải có giá trị. Giờ quân cờ này trong tay gã không chỉ mất đi mà còn chẳng có giá trị gì cho gã, đây là điều gã không chấp nhận nổi. Thực lực của Điện Thần Long các người thật không tầm thường. Theo tôi thấy người cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã là đối thủ của các người. Chỉ bằng chúng ta đấu vài chiêu đi, nếu các người có thể đánh bại chúng tôi thì sau này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Erdogan cũng chế nhạo một cách vô liêm sỉ. Đây là thế tử của gia tộc Zisisa. Người đặt ra quy tắc là các người, người phá vỡ quy tắc cũng là các người, đúng là không biết xấu hổ. Hừ, cậu chủ chiến quốc với thế tử thánh giáo đình gì chứ, tôi thấy chẳng qua chỉ là đám tiểu nhân nói một đằng làm một nẻo mà thôi. Kayus và Andrew liếc nhìn mọi người trên khán đài, mọi người lập tức ngừng bàn tán. Mấy người vừa lên tiếng cũng vội vàng cúi đầu xuống, sợ trở thành mục tiêu của hai vị thế tử. Quy tắc vừa rồi là do chính các người đặt ra. Cao thủ thiên cảnh không được tham gia vào trận đấu ngày hôm nay, lẽ nào các người định phá vỡ quy tắc sao? Đối mặt với câu hỏi của Tần Lương Ngọc, Kayus chế nhạo quy tắc. Sao tôi không biết trên đời này còn có quy tắc này nhỉ? Hơn nữa, quy tắc cũng là do con người đặt ra. Nếu đã là do con người đặt thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tần Lương Ngọc chế nhạo nói tiếp, nói hay lắm. Có nghĩa là nếu các người thắng thì người khác sẽ phải tuân thủ quy tắc của các người. Nếu các người thua thì các người có thể tùy ý dẫm đạp quy tắc của người khác phải không? Nghe xong, Khổng Tề Thiên cũng từ từ đứng lên nói, không chỉ bọn họ muốn cọ sát với hai vị, mà ngay cả tôi cũng muốn đấu thủ vài chiêu với hai vị. Vừa nói, Khổng Tề Thiên vừa liếc nhìn xung quanh. Mặc dù mọi người đều biết Khổng Tề Thiên đang dùng thế lực để ép bức người, nhưng không ai dám lên tiếng. Ba vị cao thủ thiên cảnh cùng xuất chiến, chèn ép hai vị tiểu bối cảnh giới đế quân. Đúng là không biết xấu hổ. Các người còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Câm miệng, Điền Văn đột nhiên tức giận quát lớn, đứng bật dậy. Câm miệng, sao thế? Cậu chủ Điền Văn không cần mặt mũi nữa sao? Trần Huy Tổ cầm cây giáo, đứng dậy. Ông thừa, quy tắc lúc nãy ông nói thì sao? Long Hình lạnh lùng nhìn ông thừa, trầm giọng chất vấn. Quy tắc chưa từng thay đổi, nhưng vì thực lực của các người quá mạnh. Cho nên phải tìm người có thực lực tương đương để đấu với các người mà thôi. Làm vậy mới là có trách nhiệm với tất cả mọi người, cũng là vì công bằng. Tôi nghĩ mọi người có mặt tại đây đều có cùng suy nghĩ giống tôi, phải không? Ông thừa biện minh một cách trơ trẽn. Trong tình huống hiện tại, ai dám nói nửa lời? Được rồi, nếu ông thừa đã nói vậy thì chúng tôi không có gì để nói nữa. Chỉ là thái độ của cậu chủ Điền Văn là thế nào vậy? Long Nguyệt lạnh lùng nhìn Điền Văn, vẻ mặt thờ ơ, không chút sợ hãi. Thực ra, tranh giành khí vận chỉ là cơ hội để cọ sát và học hỏi mà thôi. Cho dù trước đây các người có thù oán với Thánh Giáo Đình thì cũng không nên ra tay giết người, huống hồ hai bên không thù không oán, các người làm vậy thật không thỏa đáng. Điền Văn giả vờ bất lực, lắc đầu chế nhạo. Cậu chủ Điền Văn thật khéo ăn nói bừa một câu cũng tìm ra được cái cớ thích đáng. Đáy mắt Tần Lương Ngọc ẩn hiện sát khí. Đây là sự thật không thể chối cãi.
sao có thể vừa ra tay đã lấy đi mạng sống của người khác chứ? Điền Khải cũng đứng lên phụ họa theo. Điền Văn giễu cợt, nếu không phải nể tình các người thay mặt nước Tề chiến đấu thì tôi cũng không dễ dàng buông tha cho các người. Ồ! Khí tức của Tần Lương Ngọc đột nhiên thay đổi, bà ta tức giận bật dậy nói, được thôi. Bây giờ tôi sẽ thông báo với cả thiên hạ rằng Điện Thần Long chỉ chiến đấu vì giới thế tục, chiến đấu vì chính bản thân mình. Không chỉ quá khứ không liên quan gì đến nước Tề, mà hiện tại, thậm chí là tương lai cũng sẽ không bao giờ dính líu đến nước Tề. Thật sao? Điền Văn hỏi với vẻ mặt xa xăm. Đương nhiên rồi, Tần Lương Ngọc thẳng thắn đáp. Vậy thì được, Điền Văn vừa dứt lời, hai luồng uy lực thiên cảnh đã đồng thời phóng về phía Long Nguyệt và Long Hình. Dù là anh em Điền Văn hay đám người Chaos đều cảm nhận được sự đe dọa tột độ của những người trong Điện Thần Long, có thể nói, ngoài Hồng Ấn ra, tất cả mọi người đều có lý do ra tay với Long Nguyệt và Long Hình. Hơn nữa, cho dù như thế nào, hai người họ cũng không được phép an toàn rời đi, còn về Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đảo Huyền Không. Dù bỏ qua một người cũng sẽ trở thành một nỗi lo lớn cho bọn họ trong tương lai. Bằng không, nếu Điện Thần Long thật sự lớn mạnh sẽ cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể sẽ uy hiếp toàn bộ Đông Vực. Thế nào, các người định vây đánh chúng tôi sao? Tần Lương Ngọc chậm rãi đứng dậy, trong mắt bắn ra sát khí. Ông thừa nhìn thấy Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ cũng muốn tham gia chiến đấu, vội hất tay nói, thành chủ Tần, đừng hiểu lầm, bọn họ chỉ là tranh đoạt khí vận thiên khu thôi. Nếu là trận chiến tranh khí vận, thì bất cứ ai cũng có thể ra tay. Đây là quy tắc đã được nói rõ trước đó rồi. Người vẫn chưa nói lời nào, lòng ngao, cười chế giễu, hay cho câu làm việc theo quy tắc, nói thẳng ra, các người chẳng qua là đang bắt nạt người khác mà thôi. Thậm chí nói khó nghe hơn, các người muốn hợp nhau tấn công, ỷ đông hiếp yếu để quyết định thắng thua. Ngay khi lòng ngao nói ra lời này, ngay cả sắc mặt của ông thừa cũng biến đổi. Hừ, sao nào, chẳng lẽ bây giờ anh còn chưa hiểu? Vùng ngoài lãnh thổ là thế giới như thế nào sao? Ở đây, chỉ có thực lực mới là vua. Quy tắc gì chứ? Lời của kẻ mạnh mới là quy tắc. Ở đây, kẻ yếu trước giờ đều không xứng để phản kháng, bằng không, chỉ có con đường chết. Khi lời nói của Điền Văn vừa dứt, khí tức của năm cao thủ thiên cảnh lập tức bùng nổ. Sức ép mạnh mẽ vô song lập tức khiến cả người Long Nguyệt và Long Hình không thể động đậy. Nói hay lắm, Long Hình không hề giận ngược lại còn mỉm cười. Trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Không chỉ Long Hình mỉm cười, mà Long Ngao và đám người Tần Lương Ngọc cũng cười theo. Nói hay lắm, quy tắc là kẻ thắng kiềm chế kẻ yếu không đáng để phản kháng, cũng không thể phản kháng, thế nhưng, các người làm sao biết được, quy tắc mà các người đặt ra, trên thực tế không phải đang kiềm chế các người, mà là đang kiềm chế người khác chứ. Ánh mắt của Tần Lương Ngọc quét qua khuôn mặt của những người xung quanh, lúc này, chỉ có đám người Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng là chưa ra tay. Nhưng bọn họ sẽ không giúp Điền Văn, cũng không thể đứng về phía Điện Thần Long, chỉ thờ ơ nhìn tất cả mọi việc. Quy tắc, người của Điện Thần Long chẳng lẽ không biết, tất cả những quy tắc đều được đặt ra cho bản thân họ sao? Hoàng Yết liếc nhìn Ngụy Vinh Kỳ, liên tục lắc đầu. Bản thân Hoàng Yết khinh thường việc đồng mưu với đám người Điền Văn, đặc biệt là hắn luôn coi thường Khổng Khư một kẻ tiểu nhân miệng đầy những lời đạo nghĩa. Lại càng không giống đám người Chaos, đi gây sự, trêu chọc Điện Thần Long. Ngụy Vinh Kỳ đang nhìn tất cả những chuyện này bằng con mắt lạnh lùng, rất nhiều chuyện, hắn đã nhìn thấu hết. Hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng, bây giờ không phải đám người Điền Văn đang cho Điện Thần Long một cơ hội, mà là Điện Thần Long vẫn luôn cho bọn họ cơ hội. Liếc nhìn hai người đang bị giam cầm ở trên võ đài, Tần Lương Ngọc kiên nhẫn hỏi, tôi hỏi các người lần cuối, các người thật sự không định chấp hành nội quy đúng không? Hừ, trước đây không phải Điền Văn đã cho các người câu trả lời rồi sao? Quy tắc, chẳng qua là kẻ yếu đặt ra thôi, còn kẻ mạnh tất nhiên có thể phá vỡ mọi luật lệ. Cô bị điếc, hay bị mù, nghe không hiểu lời nói của con người hả? Ông thừa dứt khoát xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả của mình, đe dọa bằng giọng nói lạnh lùng. Quy tắc, các người xuống âm phủ tìm quy tắc của các người đi. Nói xong, Điền Văn rút kiếm trong tay ra. Sát khí trong mắt ngút trời. Nhìn thấy Điền Văn cầm lấy kiếm chạy đến, Long Nguyệt và Long Ngao không những hoàn toàn từ bỏ phản kháng, thậm chí còn không thèm để mắt đến Điền Văn. Các cậu chủ hình như đã bỏ qua mất một chuyện, tuân thủ quy tắc mà tôi nói chính là chúng tôi đang tuân thủ quy tắc,
chứ không phải là các người không tuân theo quy tắc. Nếu các người đã không muốn chúng tôi tuân theo quy tắc, vậy thuận theo ý của các người vậy. Nói xong, Tần Lương Ngọc cũng quay đầu nhìn về phía Tây Bắc, trầm giọng nói, anh Tiêu, các cậu chủ đã nói rồi, bọn họ không muốn tuân theo quy tắc, cũng không muốn chúng tôi tuân theo quy tắc. Ngay khi hai chữ anh Tiêu vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hoảng hốt, đặc biệt là đám người Điền Văn, sắc mặt của bọn họ đóng băng ngay lập tức. Ừ, để đó cho tôi. Một giọng nói lạnh lùng như từ trên trời truyền đến, sau đó một luồng ánh sáng chậm rãi bay lên, một bóng lưng quen thuộc bước vào trong hư không. Gần như mỗi bước đi của Tiêu Chính Văn đều mang theo uy thế của đế vương. Ngay khi Tiêu Chính Văn bước vào khoảng không, đám người Điền Văn lập tức tái mặt vì sợ hãi. Anh ta, sao anh ta lại còn sống? Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chaos là người đầu tiên hoảng sợ hét lớn. Khổng Tề Thiên cũng nặng nề nuốt nước bọt, liên tục dụi mắt, đánh giá Tiêu Chính Văn như thể đang gặp ma. Toàn bộ thành thiên khu, gần như hoàn toàn sôi sục cùng một lúc. Người đó, đó là Tiêu Chính Văn. Cái gì, Tiêu Chính Văn không phải chết rồi sao? Nửa năm trước đã chết ở Minh Hà mà. Chẳng lẽ tất cả chỉ là nói dối? Nhất thời, tất cả những lời bàn tán đều nổi lên khắp nơi. Nếu ai đã từng nhìn thấy quá khứ của Tiêu Chính Văn qua trận pháp thiên kính thì sao lại không biết danh tiếng của Tiêu Chính Văn cơ chứ? Chỉ vài câu cười nói của anh đã từng khiến đám người Tử Cống và Tử Dư phải cúi đầu, anh chỉ tay đã từng ra lệnh sai khiến cậu chủ chiến quốc như một tên nô lệ. Thậm chí còn buộc Điền Văn phải tự tay giết chết thuộc hạ của mình. Có thể nói, kể từ lúc đó, Tiêu Chính Văn đã trở thành truyền thuyết ở vùng ngoài lãnh thổ. Hừ, lần này có kịch hay để xem rồi. Tiêu Chính Văn lại có thể chết đi sống lại, e rằng Điền Văn sắp gặp họa lớn. Hoàng Yết không khỏi quét nhìn Điền Văn, người vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, đòi chém đòi giết nhưng nháy mắt đã sợ đến tái mặt. E rằng không phải chỉ có anh ta, Khổng Tề Thiên cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, một tên nham hiểm xảo quyệt, chỉ có thể kiêu ngạo một lúc, trời không trừng phạt ông ta, ắt sẽ có người khác trừng phạt. Ngụy Vinh Kỳ lạnh lùng cười nói. Phải biết rằng, ban đầu đám người Điền Văn chẳng qua chỉ là xúc phạm Tiêu Chính Văn bằng lời nói, đã bị Tiêu Chính Văn ép phải giết thuộc hạ của mình, nhưng bây giờ hắn lại đang nhắm vào Điện Thần Long. Với phong cách làm việc của Tiêu Chính Văn, sao có thể để dễ dàng tha cho bọn họ? Có thể nói rằng ngay từ khi Tiêu Chính Văn xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Lần này tôi phải xem, con chó già họ Thừa sẽ có kết cục gì? Còn có bọn ngụy quân tử của nhà họ Khổng. Còn có gì để nói? Hai tên khốn kiếp của Thánh Giáo Đình cũng đừng hòng chạy thoát, vốn không liên quan gì đến bọn họ, cứ phải cậy thế bức người, lần này thì tốt rồi, Tiêu Chính Văn đích thân đến, xem bọn họ có kết cục thảm đến mức nào. Nhiều người đều nhìn về phía ông Thừa và đám người Chaos với vẻ mặt nghiền ngẫm. Mâu thuẫn giữa anh em Điền Văn và Tiêu Chính Văn có từ lâu, đã không còn là tin tức mới gì nữa. Nhưng dù là Chaos hay ông Thừa, trước đây cũng không có ân oán gì với Tiêu Chính Văn, lại nhất quyết muốn trở thành kẻ thù của Điện Thần Long. Lần này chọc giận khiến Tiêu Chính Văn phải đích thân ra tay, những ngày tốt đẹp của họ sắp kết thúc rồi. Họ thầm nghĩ rằng so với việc Tiêu Chính Văn chết đi sống lại, thì họ càng mong Tiêu Chính Văn đừng nương tay, dạy dỗ con chó già họ Thừa một cách tàn nhẫn mới có thể vừa lòng. Những người khác đều không hề quan tâm việc Tiêu Chính Văn sống lại, nhưng Chaos lại không thể không quan tâm. Bởi vì đó căn bản là chuyện không thể nào. Lục mang tinh trận là bí thuật Thánh Giáo Đình của bọn họ, chuyên hiến tinh huyết của người khác để giành lấy năng lượng. Nhưng rõ ràng bọn họ đã nâng cao cảnh giới rồi, tại sao Tiêu Chính Văn còn có thể sống trên đời này? Đám người Điền Văn cũng sửng sốt một lúc, nhưng ngay sau đó đã định thần lại. Cho dù anh có chết đi sống lại thì đã sao? Bây giờ 5 người chúng tôi đã đột phá đến thiên cảnh, giết anh dễ như trở bàn tay. Hai mắt Điền Văn hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, bốn người kia cũng lộ ra sát khí ngất trời không chút che giấu. Họ đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời cùng đưa ra quyết định. Ngay khi đám người Điền Văn định tấn công Tiêu Chính Văn, thì cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, thờ ơ lướt nhìn gương mặt của bọn họ, khẽ cười nói, khuyên các người một câu, tốt nhất đừng nên ra tay. Nếu không, các người sẽ hối hận đấy. Một mình đối mặt với 5 cao thủ thiên cảnh. Nhưng Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh thoải mái đến mức này, khiến mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bất kể là ai, đối mặt với sự bao vây của 5 vị cao thủ thiên cảnh,
đều không có cơ hội sống. Đừng nghe anh ta nói nhảm, giết anh ta đi. Điền Văn gầm lên, hắn là người đầu tiên nâng kiếm giết Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy Điền Văn đã ra tay, đám người Khổng Tề Thiên cũng không còn do dự nữa, lần lượt tấn công về phía Tiêu Chính Văn bằng tất cả lực chiến của mình. Cùng với sự bùng nổ của năm luồng khí tức kinh hoàng, toàn bộ đảo huyền không đã hoàn toàn sôi sục. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ đến là Tiêu Chính Văn chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve tay áo của mình thì khí tức kinh hoàng và sức ép vô song của đám người Điền Văn gần như lập tức tan biến. Dường như tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra, mà đám người Điền Văn lại giống như tượng gỗ, đứng hình tại chỗ, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng đôi mắt kinh hãi. Trước đây năm người họ có ý định hiến tế tinh huyết của Tiêu Chính Văn bằng lục mang tinh trận, nhưng kết quả không chỉ không thể hiến tế tinh huyết của Tiêu Chính Văn mà ngược lại có làm cho Tiêu Chính Văn giác ngộ được quy tắc vận hành của lục mang tinh trận. Cuối cùng Tiêu Chính Văn không chết thì đã đành, còn đổi hướng khống chế lục mang tinh trận. Hơn nữa còn lợi dụng sơ hở của lục mang tinh trận biến mấy người họ thành con rối của mình. Đừng thấy họ đã đột phá thiên cảnh mà lầm. Chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn cũng có thể giam cầm sức mạnh của họ bất cứ lúc nào. Hơn nữa họ càng mạnh thì sức mạnh cung cấp cho Tiêu Chính Văn càng nhiều, như thế họ liên tục phải lặng lẽ chia một nửa lợi ích mà tự mình tu luyện đạt được cho Tiêu Chính Văn. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao Tiêu Chính Văn chỉ mất chưa đến nửa năm đã có thể làm cho mấy người Long Nguyệt Thành cao thủ đế cảnh. Thế nên dù đồng thời đối mặt với sự bao vây của 5 người nhưng Tiêu Chính Văn không tỏ ra sợ hãi. Giữ chặt 5 người tại chỗ. Thực lực của 5 người họ không chỉ không thể bùng phát mà ngược lại còn bị Tiêu Chính Văn khống chế, thậm chí không có sức để động ngón tay. Sức mạnh giam cầm họ này chính là sức mạnh phát ra từ bản thân họ nên dù thế nào, họ cũng không thể thoát khỏi ràng buộc của sức mạnh này. Hai đầu gối Điền Văn mềm nhũn khuỵu luôn xuống đất. Không phải hắn sợ mà là lúc này cả người hắn đều không nghe theo lý trí của mình. Sau đó đám người Khổng Tề Thiên cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, ngay cả Erdogan cũng quỳ gối. Điền Văn không cam lòng ngẩng đầu lên tức giận nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, anh dám sỉ nhục tôi. Đây gọi là thà chết vinh còn hơn sống nhục. Lúc này đường đường là Điền Văn cậu chủ chiến quốc mà lại quỳ với Tiêu Chính Văn trước biết bao nhiêu người. Với họ, điều này còn khiến họ cảm thấy đau đớn hơn cả giết họ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không thèm để ý đến đám người Điền Văn mà sải bước đi về phía ông thừa bên khán đài. Vừa rồi ý ông là ông có thể hạ thấp điện thần long chỉ bằng thực lực là điều đương nhiên. Chỉ một câu đã khiến ông thừa trên khán đài run rẩy, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng dù nói thế nào, ông ta cũng là nhân vật tầm cỡ đại diện cho đế vương các, cho dù cảm thấy lo lắng nhưng phải giả vờ bình tĩnh. Thật ra vừa rồi thành chủ Tần đã cho các ông cơ hội rồi. Ít nhất đã cho cái mạng chó của ông một cơ hội nhưng tiếc là các ông không biết thức thời. Trong lúc nói, Tiêu Chính Văn đã đi đến trước mặt ông thừa, cúi đầu nhìn xuống ông thừa đang ngồi trên ghế run lẩy bẩy, ông nói xem tôi có dám giết ông ngay tại đây không. Nghe thế ông thừa cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Ông ta rất muốn nói không dám nhưng nhớ đến cảnh tượng Tiêu Chính Văn đối mặt với đám người Tử Cống ngày hôm đó. Ngay cả Tử Cống và Tử Dư mà cũng bị Tiêu Chính Văn vả vào mặt trước bao người thì ông ta có là gì? Người như thế còn có gì là không dám làm? Dĩ nhiên, là cậu dám, ông thừa mặt không còn giọt máu đáp. Ừ, xem như ông thông minh, nếu ông đã có tư tưởng chắc chắn sẽ chết vậy thì cứ làm trước một bước đi, có lẽ họ sẽ đi theo ông sớm thôi. Nói rồi Tiêu Chính Văn vung tay lên đánh lên mặt ông thừa một cú. Tiêu Chính Văn tát một bạt tai. Một tiếng bốp rõ to vang lên, cả khuôn mặt ông thừa đều bị lệch sang một bên. Thi thể ông thừa văng xa mấy chục mét, sau đó rơi xuống đảo huyền không. Hai, nếu đã không có ai làm chủ trì cuộc tranh đấu khí vận này thì tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng làm vậy. Dứt lời, Tiêu Chính Văn quay sang nhìn xung quanh nói, các vị có ý kiến gì không? Ý kiến, ai dám có ý kiến? Câu nói của Tiêu Chính Văn lại vô cùng ngang ngược. Tiêu Chính Văn. Anh làm gì chúng tôi rồi? Còn không mau thả bọn tôi ra, Điền Văn nhìn Tiêu Chính Văn trên khán đài tức giận quát tháo. Thật ra đến bây giờ đám người Điền Văn đã hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn là lúc hiến tế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới chưa thể hiến tế tinh huyết của Tiêu Chính Văn, còn khiến họ trở thành con rối của Tiêu Chính Văn. Anh còn xem mình là người kế vị thật sao? Tiếc là nơi này không phải là nước Tề, lời anh nói chẳng khác nào dám cả.
Hơn nữa không phải Điền Văn Anh rất thích hỉ thế chèn ép người khác à? Long Hình mỉm cười nhìn Điền Văn, đồng thời giơ chân lên đạp lên mặt Điền Văn. Anh dám, ngay lúc đế giày màu đen đạp lên mặt Điền Văn, hắn như thốt lên một tiếng hét tức giận. Đế giày của tôi hơi bẩn, mượn mặt của Điền Văn dùng một chút, tin chắc Điền Văn đại nghĩa hào phóng hẳn là sẽ không để ý đâu nhỉ. Hơn nữa lúc nãy đã cho các người cơ hội rồi đấy thôi. Tiếc là các người lại cho rằng chúng tôi đang cầu xin, hay ngu ngốc đến mức này thật không biết anh làm sao mà sống từ thời đại chiến quốc đến hôm nay chứ. Chỉ là không biết mùi vị đế giày của tôi thế nào. Long Hình không để tâm đến cơn giận của Điền Văn mà thờ ơ nói. Điền Văn càng vùng vẫy, càng tức giận thì càng thu hút ánh nhìn của người khác. Tiêu Chính Văn, anh lại dám để một thuộc hạ sỉ nhục bọn tôi, Điền Khải đã tức giận đến mức cực điểm. Trước giờ chỉ có họ mới sỉ nhục người khác, ai dám dùng đế giày dẫm lên mặt họ như thế chứ? Nói hay lắm, nhưng tôi thích nhìn cậu ta sỉ nhục các người, anh có thể làm được gì? Thuộc hạ của Tiêu Chính Văn tôi muốn sỉ nhục ai thì cứ làm, đây là quy tắc của tôi. Sỉ nhục anh thì thế nào? Trước đó dù là Tần Lương Ngọc hay mấy người Long Hình cũng từng cho các người cơ hội rồi. Nhưng kết quả thế nào? Đám người Điền Văn ỷ vào việc người đông trở mặt với người ta, còn ỷ thế ép bức người khác, bây giờ thì sao? Lại quay ngược sang trách người ta sỉ nhục mình. Lúc này những người khác cũng tỏ vẻ không cam lòng. Dù sao lúc này họ cũng đã là cao thủ thiên cảnh, chẳng qua là vì Lục Mang Tinh trận có vấn đề mới bị Tiêu Chính Văn khống chế, chứ không phải là bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Thế nên dù là anh em Điền Văn hay đám người Khổng Tề Thiên đều không chịu cam lòng nghe theo. Hắn đã xuất hiện rồi, lẽ nào các người vẫn còn ngồi đó nhìn sao? Điền Văn lạnh lùng nhìn Ngụy Vinh Kỳ. Không sai, hắn chính là hung thủ giết chết Ngụy Võ Hầu, hắn mới là hung thủ. Điền Khải cũng nói theo Ngụy Vinh Kỳ chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, không có ý định nhúng tay vào. Thật ra Ngụy Vinh Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, có để đoán được thật ra Tiêu Chính Văn là hung thủ đánh lén Ngụy Võ Hầu từ việc anh bị 5 người Điền Văn âm thầm tính kế ở Minh Hà nhưng lại không hề hấn gì, cộng thêm những việc trước đó. Nhưng Ngụy Vinh Kỳ vẫn không hề có hành động gì, chỉ lạnh nhạt quan sát mọi việc. Xem ra các người vẫn không phục, Tiêu Chính Văn tỏ ra thú vị nhìn Điền Văn. Hừ, tên họ Tiêu, bọn tôi sinh ra đã là quý tộc, năm đó mấy người bọn tôi có người nào mà không phải là sự tồn tại uy hiếp một phương, chinh chiến khắp nơi. Lúc bọn tôi giết Bạo Tần e là tổ tiên của anh còn chưa ra đời nữa kìa, thế mà lại dám buộc bọn tôi quỳ xuống, đây là đại nghịch. Điền Văn khàn giọng gào mồm lên. Đúng như hắn nói, cho dù là bất kỳ ai trong bốn cậu chủ chiến quốc đều là những người làm khuấy động thế gian năm đó. Dù là Điền Văn cũng từng tung hoành năm nước, chỉ huy đội quân hàng ngàn người. Cực kỳ kiêu ngạo. Bây giờ họ không phải thất bại dưới tay Tiêu Chính Văn mà là thất bại với chính mình, làm sao có thể cúi đầu chịu thua trước Tiêu Chính Văn. Nếu quyết đấu công bằng, e là anh đã chết dưới kiếm của bọn tôi lâu rồi, Điền Khải nghiến răng gào lên. Giết anh chỉ là chuyện như trở bàn tay thôi, Kaius cũng tự tin nói. Họ tự tin như thế cũng có cơ sở. Dù sao lúc này họ cũng đã đạt đến thiên cảnh, xét về cảnh giới đã hơn hẳn Tiêu Chính Văn, hơn nữa cho dù là kinh nghiệm chiến đấu hay nền tảng đều mạnh hơn một người trẻ chưa đến 30 tuổi như Tiêu Chính Văn. Được thôi, đã thế thì cho các người một cơ hội quyết đấu công bằng. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Nghe thế Hồng Ấn ngồi trên khán đài cũng nhíu mày, Tiêu Chính Văn sẽ không răng lưới mấy người này đâu nhỉ. Không chỉ Hồng Ấn cảm thấy khó hiểu mà ngay cả người xem trận đấu cũng đều nhíu mày. Thật ra họ mong đám người Điền Văn có thể công bằng đấu với Tiêu Chính Văn, như thế họ cũng có thể học được một số thứ. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn giải bỏ giam cầm với họ thì chẳng phải thả hổ về rừng sao? Ngụy Vinh Kỳ híp mắt nhìn Tiêu Chính Văn, môi cong lên cười nói kế hay. Một thị vệ ở đằng sau hắn nhìn Ngụy Vinh Kỳ nói, cậu chủ, cậu nói thế là sao? Nếu Tiêu Chính Văn thả hổ về rừng thì chẳng phải tự hại mình sao? Ngụy Vinh Kỳ hít sâu một hơi nói, cậu có biết tại sao các thế lực ngoài lãnh thổ đều rất sợ bốn người bọn tôi không? Ý hắn nói dĩ nhiên là bốn cậu chủ chiến quốc, trong đó cũng bao gồm cả bản thân hắn, Hoàng Yết, Điền Văn và Triệu Thắng. Chuyện này, thuộc hạ ngu ngốc, thị vệ đó lắc đầu nói. Đó là vì bọn tôi đều từng là người thừa kế của các nước, lại được sinh ra ở thời Tiên Tần. Bí thuật,
trận pháp mà từ nhỏ đã được học đều vượt xa những gì người đời sau có thể so bì. Thậm chí hoàng tộc đời sau cũng không có cơ duyên như bọn tôi. Nhưng một khi Tiêu Chính Văn đánh thắng mấy người Điền Văn thì chứng tỏ cho dù bọn tôi có chiếm được thiên cơ hay không, người đời sau đều có thể vượt qua bốn người bọn tôi. Nói cách khác, kết quả của trận chiến này sẽ khiến người đời không còn xem trọng sự tuyệt diệu và truyền thừa của trận pháp nữa. Hắn đang chứng minh một chuyện cho mọi người, chỉ cần chịu cố gắng, mọi sự giam cầm đều có thể bị phá vỡ. Cái này tựa như gieo một mầm lửa trong lòng mỗi người, từ đó về sau thiên đạo minh ước hay nhà họ Khổng có muốn khống chế vùng ngoài lãnh thổ bằng truyền thừa trận pháp cũng khó như lên trời. Dù hắn thua, người đời cũng sẽ không khiển trách gì hắn, chỉ cảm thấy đám người Điền Văn thắng bằng thủ đoạn không chính đáng. Thế nên trận chiến này dù thắng hay thua, điều mà Tiêu Chính Văn lay chuyển là khả năng kiểm soát vùng ngoài lãnh thổ của thiên đạo minh ước và nhà họ Khổng, đang lay động căn cơ của chúng. Nghe Ngụy Vinh Kỳ nói thế, người xung quanh cũng đều liếc nhìn. Có thể thấy trình độ này đủ chứng tỏ Ngụy Vinh Kỳ không giống như trong truyền thuyết, hắn dũng mãnh và không có tài thao lược, hắn là một kẻ liều lĩnh, tàn nhẫn nhưng ngược lại Ngụy Vinh Kỳ rất biết cách quan sát xung quanh, suy nghĩ tỉ mỉ. Thật ra cũng đúng như Ngụy Vinh Kỳ nghĩ, sở dĩ Tiêu Chính Văn muốn ra tay vào lúc này là vì ưu thế đang đứng về phía anh chứ không phải đám người Điền Văn. Nếu không đám người Điền Văn đã bị giam cầm, anh hoàn toàn có thể giết họ chỉ bằng một kiếm. Thật ra sở dĩ vùng ngoài lãnh thổ lại có thứ bậc và thân phận nghiêm ngặt như thế, tất cả mọi người đều phân biệt đối xử là vì mấy ngàn năm qua, mọi anh hào đều tập trung lại đây. Nhưng rất nhiều trận pháp và công pháp đã thất truyền từ lâu nên hào kiệt thời Minh sẽ cho rằng mình không bằng hào kiệt thời Đường. Ít nhất về mặt kiến thức và truyền thừa sẽ có khoảng cách rõ rệt. Dĩ nhiên sẽ cúi đầu hạ mình trước đối phương. Mà nhà họ Khổng đã lợi dụng tâm lý này mới có thể khống chế được hơn nửa đông vực. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, quả nhiên đám người Điền Văn đều thở phào, sau đó họ lần lượt đứng lên. Chúng ta ai sẽ đi giết hắn? Khổng Tề Thiên quay sang nhìn bốn người còn lại. Khổng Tề Thiên vẫn chưa yên tâm lắm về Tiêu Chính Văn, ngộ nhớ Tiêu Chính Văn lại giam cầm họ vào thời khắc quan trọng, rồi lại chém họ một nhát. Chỉ một thoáng qua ai mà có thể nhìn ra là do Tiêu Chính Văn động tay động chân. Tôi không có thời gian, các người cùng lên đi, Tiêu Chính Văn vẫy tay với đám người nói. Cái gì, dám xem thường bọn tôi? Bảo năm người họ cùng lên rõ ràng là không xem họ ra gì. Nếu cậu đã tự đâm đầu vào chỗ chết thì cũng đừng trách bọn tôi, Khổng Tề Thiên nghiến răng, sắc mặt u ám cười gằn nói. Ông là niềm hy vọng tương lai của nhà họ Khổng. Lẽ nào còn phải để bọn tôi giúp ông đối phó với một người trẻ thế tục, Kaius nhìn Khổng Tề Thiên cười nhạo nói. Hừ, không cần các người, một mình tôi là đủ. Nói rồi Điền Văn bước lên trước. Không ổn, hắn không phải là loại người mù quáng tự đại, chắc chắn có vấn đề, để đảm bảo an toàn chúng ta vẫn nên hợp sức lại giết hắn. Điền Khải rất thận trọng nói. Đúng thế, chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Khổng Tề Thiên cũng tán thành nói. Được Điền Khải và Khổng Tề Thiên nhắc nhở, những người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý. Chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn, mọi vấn đề đều được giải quyết, hơn nữa sau chuyện này còn có thể đẩy chuyện giết Ngụy Võ Hầu sang cho Tiêu Chính Văn. Giết, Điền Văn là người đầu tiên xông lên, tay cầm kiếm, một luồng sáng chói mắt đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó Khổng Tề Thiên cũng dâng cuộn trúc cổ lên. Trước đó ông ta từng đánh nhau với Tiêu Chính Văn mấy lần nên biết rõ sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn, càng sẽ không nương tay vào lúc này. Đám người Điền Khải cũng đều sử dụng tuyệt học của mình, mỗi người đều chỉ ước gì có thể phanh thây Tiêu Chính Văn ra ngay lập tức. Có thể nói năm người họ gần như ra tay cùng một lúc, uy thế ngút trời, ngay cả đảo huyền không cũng rung chuyển nhẹ vì khí tức của năm người. Nhưng ngay lúc họ nghĩ Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết thì anh cũng cử động theo. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn chậm rãi giơ tay lên, cách không trung tung ra một cú đấm. Cú đấm này có tác dụng tương tự như cú đấm trước đó của Long Hình. Có vẻ như khá bình thường nhưng lại có nội lực cực mạnh. Đến khi đám người Khổng Tề Thiên đánh đến trước mặt, khí tức quanh người Tiêu Chính Văn mới thay đổi, uy lực của cao thủ thiên cảnh bộc phát. Đám người kia còn chưa hoàn hồn thì đòn tấn công của Tiêu Chính Văn đã đánh vào ngực của Khổng Tề Thiên. Phụt! Thậm chí Khổng Tề Thiên chưa kịp thu lại cuộn trúc cổ thì đã nôn ra máu, cả người văng ra xa mấy mét.
Mà uy lực cú đấm của Tiêu Chính Văn vẫn không giảm, lại đánh trúng Điền Văn. Điền Văn chỉ cảm thấy như tông vào một ngọn núi cao, thanh kiếm trong tay hắn còn chưa kịp tung ra đòn tấn công đã bị Tiêu Chính Văn đánh bay. Chương 4550 Điền Văn cũng không kém là bao, hắn còn chưa triển khai tuyệt học của mình thì cú đấm của Tiêu Chính Văn đã đến gần chỗ hắn, Điền Khải không kịp tránh đòn đã bị cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh trúng bụng. Đòn tấn công này suýt thì hủy luôn cả huyệt khí hải của Điền Khải, khiến hắn nôn ra máu, văng ra xa mấy mét. Erdogan còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra đã bị Tiêu Chính Văn đánh vào mặt, đồng thời cả người cũng đụng vào người Kayus, hai người đều văng ra xa. Sự việc xảy ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp nhoáng, năm cao thủ thiên cảnh đã thất bại. Hai, xem ra cậu chủ chiến quốc cũng chỉ có thế thôi. Tiêu Chính Văn khinh thường lắc đầu, một tay chắp ra sau lạnh lùng nhìn năm người. Lúc này cả sân đấu lặng yên như tờ. Ngay cả Hồng Ấn cũng quay phát lại nhìn Tiêu Chính Văn. Đây là lần đầu tiên ông ta bị cao thủ ngoài lãnh thổ làm cho kinh hãi như thế. Mặc dù trước đó những gì Tiêu Chính Văn thể hiện đã làm chấn động ngoài lãnh thổ nhưng trong mắt Hồng Ấn lại không đáng nhắc đến, chỉ như một đứa trẻ thôi. Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh này, ông ta không dám xem thường thực lực của Tiêu Chính Văn nữa. Thậm chí ông ta còn nghĩ Tiêu Chính Văn đã có đủ thực lực để khiêu chiến với ông ta rồi. Những người khác vẫn chưa kịp phản ứng gì thì mọi thứ đã kết thúc. Chỉ một chiêu đã kết thúc trận chiến giống như Tiêu Chính Văn ra tay đánh người trước đó. Không có cuộc giao tranh kịch liệt nào như họ mong đợi, cũng không có nhiều điều lạ mắt, chỉ một cú đấm thôi. Chỉ có một điều không giống, đó là lần này năm cao thủ thiên cảnh bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương rồi. Thật ra cũng không khó giải thích. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng cùng bước vào thiên cảnh với năm người họ. Trong nửa năm nay thành quả tu luyện của năm người đã cho Tiêu Chính Văn một nửa rồi. Vô hình chung Tiêu Chính Văn ngược lại trở thành đỉnh cao về cảnh giới và thực lực trong số họ. Hệt như Tiêu Chính Văn là ông chủ trong thế tục, còn đám người Khổng Tề Thiên lại trở thành người làm công của Tiêu Chính Văn. Mặc dù ông chủ Tiêu Chính Văn chỉ lấy đi 50% thu nhập của mỗi người. Nhưng khi cộng lại thì Tiêu Chính Văn đã lấy được 250% rồi. Thế nên Tiêu Chính Văn mới tự tin bảo 5 người cùng ra tay. Nhưng cho đến lúc này trong đầu đám người Điền Văn vẫn trống rỗng, cho dù thế nào họ cũng không dám tin vào kết quả này. Tiêu Chính Văn sao có thể đột phá thiên cảnh, hơn nữa còn dùng một chiêu đánh bại 5 người họ bằng tư thế ép bức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.